Chương 2900, bước vào thần đạo, sát chi linh hòa tan vào thân thể, cổ phong khí tức nhất thời thuế biến. Trên người lập tức phủ thêm sát thần cốt giáp, tóc dài cũng là biến thành màu xám, cả người giống như sát thần lâm thế. Tuế Nguyệt chi linh, Nhân Quả chi linh, Vi chi linh, Nghịch chi linh cùng Lăng chi linh năm đại ý cảnh chi linh thì là vần quanh ở cổ phong thân thể bên ngoài. Xong, không nói hai lời, cổ phong ở quanh thân hỏa diễm phi ngư, lần nữa ra tốc, năm đại ý cảnh chi linh vần quanh phía dưới điên cuồng phóng đi ầm ầm trên đường đi thần lôi tiếp tục đánh tới năm đại ý cảnh chi linh điên cuồng ngăn cản tuế nguyệt chi linh dẫn đầu sụp đổ đón lấy nhân quả chi linh theo lăng chi linh cũng sụp đổ năm đại ý cảnh chi linh đã toàn bộ sụp đổ những cái này ý cảnh chi linh mặc dù sụp đổ cũng sẽ không tử vong chỉ cần cổ phong thần hồn chi lực khôi phục một chút liền có thể lần nữa ngưng tụ nhưng bây giờ cổ phong trạng thái không cách nào lại lần ngưng tụ giờ phút này cổ phong đã chạy ra khỏi 9.000 trường. Oanh, thần lôi đánh vào cổ phong trên thân, toàn lực trèo trống, lão ngư giống to, âm bà tử cùng lão ngư, ở song ngư ngọc bên trong, đem song ngư ngọc uy lực thôi động đến cực hạn. Âm dương hỏa diễm, điên cuồng thiêu đốt, gia trì hỏa diễm phi ngư. 9.100 trường, 9.200 trường, lão ngư cùng âm bà tử đã phát cuồng, nhiều năm qua, song ngư ngọc bên trong, cũng là góp nhặt số lớn thiên tài địa bảo, vô số tiên thạch cùng linh thảo. Giờ phút này, căn bản không có nửa điểm do dự, toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành cuồn cuộn âm dương hỏa diễm chi lực, trèo chống hỏa diễm phi ngư. Lão ngư cùng âm bà tử, tu vi lực lượng, cũng là điên cuồng rót vào trong đó. 9.700 trượng, lão ngư cùng âm bà tử trong miệng máu tươi cuồng phún, hai linh trực tiếp trọng thương. Bành, cái kia thiêu đốt lấy kim bụi hai màu hỏa diễm phi ngư, trực tiếp sụp đổ. Thần lôi, hung hăng đánh vào cổ phong thân thể cổ phong trên thân thể sát thần cốt giáp gắt gao chống đối. Bành, sát thần cốt giáp rốt cuộc sụp đổ, sát chi linh cũng là sụp đổ. Giờ khắc này, cổ phong đã chạy ra khỏi 9.800 trượng. Phốc, cổ phong trong miệng máu tươi cuồng phún, một tiếng quát trói tai tiên ma thể. Không nói hai lời, cổ phong lập tức thi triển tiên ma thể, đồng thời thể nội tiên lực không chút do dự, toàn bộ thôi động mà ra dung hợp ở nhục thân bên trong, chuẩn bị lấy nhục thân mạnh mẽ chống đỡ thần lôi thần lôi không ngừng tàn phá lấy cổ phong thân thể, cổ phong lấy nhục thân trọi cứng thần lôi. Thình thịch, cổ phong nhục thân không ngừng tuôn ra huyết phụ, tiên ma thể sụp đổ, cổ phong thể nội tiên lực cũng là tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này, cổ phong đã xông ra 9.900 trường. Khoảng cách cửa ra, chỉ có cuối cùng 100 trường. Chủ nhân, nhanh vận dụng hỏa chi bản nguyên, hoặc là thần đài triệu hoán trận. Lão ngư thanh âm lo lắng ở cổ phong trong lòng vang lên. Đây là cổ phong lớn nhất hai tấm át chủ bài, bây giờ chỉ sợ chỉ có hai chương này át chủ bài mới có thể bảo mệnh. Không, cuối cùng một lần này trăm trượng, ta muốn hoàn toàn dựa vào bản thân, đến vượt qua. Cổ phong cắn răng mở miệng, hướng về phía trước sông ra. Oanh, thần lôi hung hăng đánh vào cổ phong thân thể. Lần này, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, thần lôi trực tiếp chui vào cổ phong thân thể, tàn phá lấy cổ phong huyết nhục cốt cách, cùng ngũ tạng lục phủ. Bành, trong đan điền, Kim Linh Hải, dẫn đầu sụp đổ. Bành bành bành, đón lấy, Mộc Linh Hải, Thủy Linh Hải, Hỏa Linh Hải. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi, bảy đại linh hải, trước sau sụp đổ. Cổ Phong giờ phút này cả người đã mình đầy thương tích, hắn sắc mặt trắng bạch, nhìn xem cách mình chỉ có 30 trượng cửa ra vào, tiếp tục đi ra. Ầm ầm, cuối cùng ba cái này 10 trượng khoảng cách, thần lôi phá lệ hung mãnh. Tuế Nguyệt Linh Hải, Nhân Quả Linh Hải, Sát Linh Hải, Nghịch Linh Hải, Lang Linh Hải trước sau sụp đổ cuối cùng mười trưởng cổ phong trong đan điền, kịch liệt đau nhức truyền đến trong đó đã rỗng tuếch toàn bộ linh hải đều đã nổ tung kịch liệt đau nhức đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cổ phong cảm giác bản thân cả người đã cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ giờ khắc này thần lôi xông vào cổ phong trong nguyên thần điên cuồng xông vào nghịch ma nguyên thần bên trong trong thần hồn kịch liệt đau nhức so với nhục thân càng thêm để cho người ta thống khổ a à, cổ phong trong miệng phát ra trước đó chưa từng có gào thét thanh âm. Hắn toàn thân làn ra, đã không có một khối hoàn chỉnh, cả người thân thể, đều chảy xuôi máu tươi. Nhưng hắn, cắn răng, một bước, tiếp lấy một bước, hướng về phía trước đi đến. Mười trường, chín trường, cổ phong ý thức, dần dần mơ hồ, chỉ cảm thấy nguyên thần đã cơ hồ muốn sụp đổ. Toàn bộ thân thể, chỉ là đang bản năng chống đỡ dưới tiến lên. Một trường 3,3 mét làm cổ phong bản năng kéo lấy cơ hội nhiều lần chết thân thể phóng ra bước cuối cùng này thời điểm, cái kia ức vạn thần lôi, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Oanh, một đạo tiếng oanh minh, từ cổ phong trong thân thể, bỗng nhiên truyền đến. Một cỗ trước đó chưa từng có đến lực lượng, ở cổ phong trong thân thể, điên cuồng sinh sôi. Trong đan điền, tất cả linh hải toàn bộ biến mất. Đây là, cổ phong ý thức, dần dần khôi phục một chút, hắn cảm thấy bản thân đan điền dị biến. Giờ phút này, kim, mộc, thủy, hỏa thổ phong lôi bảy loại tiên lực cực tốt gào thét xoay tròn đón lấy đúng là bắt đầu điên cuồng va chạm rất nhanh bảy loại này tiên lực đánh vào nhau đúng là lẫn nhau dung hợp cuối cùng cái này thất sắc tiên lực dung hợp phía dưới đúng là biến thành một cỗ hơi mở lực lượng quỷ dị cái này chính là thần lực cổ phong trong mắt quang mang thiểm thước giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch thần lực là từ kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi toàn bộ bảy loại thuộc tính cơ sở dung hợp biến thành nhưng Giờ phút này, cái này thần lực, không có nhan sắc. Cổ phong không khỏi nghĩ tới, kiếm bạch tử thần lực màu trắng, không huyền tử thần lực màu vàng óng. Cổ phong từ Chu Lăng lưu lại trong điển tịch biết rõ, thần lực vốn không có nhan sắc, không có thuộc tính, nhưng căn cứ tu giả con đường tu hành khác biệt, có đối ứng biến hóa. Ta tu, là đế, cổ phong trong mắt lấp lóe chấp nhất quang mang, đây là một đạo ý niệm, đây là một đạo cổ phong tu hành ý niệm, ông, cổ phong trong đan điền, cái kia thuần túy thần lực, trong nháy mắt thuế biến. Biến thành tử kim sắc, đế thần lực, điều này đại biểu cổ phong tu hành. Giờ phút này, cái này thần lực, là hiện ra trạng thái khí, chỉ lấp đầy cổ phong đan điền một phần mười. Bành, giờ phút này, cổ phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đôi tử kim sắc vũ dược chính là từ phía sau mọc ra. Sau lưng mọc lên thần rực đây là bước vào thần đạo tiêu chí. Thần linh cảnh nhất trọng, cổ phong trong mắt tràn đầy vui mừng, hắn rốt cuộc đạp nhập thần đạo. Ông, cũng ở giờ phút này, trong đầu một trận đau nhói truyền đến. Cổ phong nội thị thức hải của mình, phát hiện, nguyên thần của mình, vậy mà cũng đã xảy ra thuế biến. Nghịch lăng nguyên thần, đã không gặp, trong thức hải chỗ, là một khỏa tử kim sắc nguyên thần. Mà càng thêm quỷ dị, là còn cuốn cái này tử kim sắc nguyên thần, còn có trọn vẹn 6 cái nguyên thần. Sáu cái này nguyên thần, tán phát khí chất, hoàn toàn khác biệt. Trong đó một cái, tản ra sát ý vô biên, một cái tản ra tang thương tuế nguyệt chi khí, một cái mang theo nhân quả đạo ẩn Chương 2901, Thiên Lao Cốc, một cái mang theo bi thương ý tứ, một cái mang theo nghịch phản thiên hạ ý tứ, một cái mang theo bao trùm thương sinh ý tứ. Đây là ta sáu loại cảm ngộ đến linh giai ý cảnh, bây giờ đều biến thành ta một cái nguyên thần. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, từ Chu Lăng cho bản thân trong biển tịch, Cổ Phong thấy qua liên quan tới tu hành giới thiệu. Bước vào thần đạo về sau, mỗi khi có một loại ý cảnh cảm ngộ đến linh giai, liền sẽ ngưng luyện ra một cái phân thần. Cái này phân thần muốn cô động, kỳ thực cực kỳ không dễ dàng. Nhưng cổ phong, mượn nhờ độ kiếp cơ hội, đem sáu loại ý cảnh, toàn bộ cô động thành phân thần. Tử hồn tông thất hồn thế thân thuật, là lấy tiên khí tu giả hồn phách cô động tiên hồn, thuật này thuộc về tiên thuật phạm trù, đến thần giới, đã vô dụng. Bất quá, bây giờ cổ phong có sáu cái phân thần ở, không tới sống chết trước mắt, đều có thể một đạo phân thần đều có thể thay thế bản thân đi chết, cũng tương đương với nhiều trọn vẹn sáu đầu mệnh. Chỉ cần chủ thần bất diệt, cổ phong thì sẽ không chết. Đế cùng lăng, xem ra, ta phía trước cảm mộ có chút sai. Trước kia, cổ phong cho rằng, lăng cùng đế, là một cái đạo lý. Nhưng bây giờ, duy nhất chủ thần, là đế thần. Mà lăng, ở sáu đại phân thần bên trong, cái này rất hiển nhiên đã nói lên, đế cao hơn lăng. Đế giả, không chỉ có phải có bao trùm thiên hạ khí phách, còn muốn có sát phạt quả đoán khí chất, phải có châm trước tuế nguyệt năng lực biến hóa, phải có tiếp nhận buồn phiền ý chí, phải có cải biến nhân quả quyết tâm. Đế, là kẻ thu thập, giờ khắc này, cổ phong trong mắt quang mang thiểm thước. Hắn minh xác con đường của mình, bản thân tu bất luận cái gì ý cảnh, cuối cùng, đều là đang củng cố bản thân đế tu con đường. Ta thiên phú như vậy, nên tính là không tầm thường. Cổ phong không khỏi tự nói, chu lăng trên điển tịch, liên quan tới những tu giả khác tư chất, chưa từng có tại cặn kẽ giới thiệu. Mà cổ phong không biết là, loại người bình thường, ngưng luyện ra một đạo phân thần, cũng là muôn vàn khó khăn, nếu như bị thần giới người biết được, cổ phong vừa mới bước vào thần đạo, thì có sáu đại phân thần, sợ rằng sẽ gây nên một trận bão táp. Đồng dạng, cổ phong đem dẫn đến họa sát thân, bởi vì phân thần là có thể cướp đoạt luyện hóa, như cổ phong sát phân thần bị người đoạt đoạt, bị đối phương cưỡng ép luyện hóa, dung nhập thức hải của mình, người kia liền có thể nhiều hơn một đạo phân thần, thậm chí đối với sát trị ý cảnh cảm ngộ cũng có thể trong nháy mắt đạt tới linh giai. Sau cái này phân thần, sát phân thần khí thức mạnh nhất, còn lại không sai biệt nhiều, thì ra là thế. Cổ phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, bản thân sát phân thần khí thức mạnh nhất, hiển nhiên là bởi vì chính mình sát chỉ ý cảnh đạt đến đạo giai. Mà căn cứ Chu Lăng điển tịch ghi chép, chỉ có phân thần đối ứng ý cảnh đạt đến đạo giai, cái này phân thần mới có thể biến ảo phân thân rời đi thân thể. Như năm đó thanh trí đại sư đối chiến cổ vô nhai thời điểm, tự bạo một cái phân thân, cái này phân thân chính là lấy một cái cảm ngộ đạo gia ý cảnh phân thần biến ảo mà thành ở ý cảnh chi linh hòa tan vào thân thể thời điểm cái này phân thần cũng có thể cùng chủ thần dung hợp bùng nổ như vậy ra chiến lược mạnh nhất cổ phong ánh mắt hơi hơi biến hóa bây giờ trong lòng có tính toán bây giờ tăng cao tu vi đồng thời cổ phong yêu cầu chính là đem mặt khác năm loại ý cảnh cũng đạt tới đạo gia đến lúc đó rất nhiều ý cảnh chi linh đều có thể cùng thân thể dung hợp đối mặt bất đồng địch nhân bản thân có càng nhiều biến hóa không nghĩ nhiều nữa cổ phong đem tâm tình của mình bình phục giờ phút này một thân thương thế đã khỏi hẳn bước vào thần đạo cổ phong cảm thấy trước đó chưa từng có lực lượng hắn nhìn về phía trước trước mắt là một màn ánh sáng cổ phong minh bạch màn sáng này về sau chính là thần giới chính là bản thân kiếp trước từng quát tháo phong vân cuối cùng lại chịu khổ gian nhân làm hại địa phương cũng trong nháy mắt này cổ phong trong đầu trong lúc nhất thời hiện ra rất nhiều mảnh vỡ ký ức những ký ức này mảnh vỡ không ngừng đánh thẳng vào cổ phong não hải, vô biên đau nhức truyền đến. Trọn vẹn 10 cái hô hấp sau, cổ phong trên mặt đã sát ý lộ ra. Hắn nghĩ tới, mặc dù không có nhớ tới toàn bộ, nhưng kiếp trước bản thân bỏ mình trước đó, cái kia từng chương khuôn mặt, lại là đáp lại ở trong đầu của mình. Nhìn trước mắt màn sáng, cổ phong sát ý nghiêm nghị, một thế này, ta tất quân Lâm Thiên Hạ. Lời nói tầm đó, cổ phong bước ra một bước, thần giới, nam thánh thần vực, thiên lao cốc Thiên Lao Cốc, là nam thánh thần vực, lớn nhất lao ngục, chiếm diện tích hẹn lên trăm vạn trường. Toàn bộ Thiên Lao Cốc phía trên, quanh năm tràn ngập vô biên màu xám khí vụ, đem toàn bộ Thiên Lao Cốc phản chiếu cực kỳ u ám, đến mức nơi này, quanh năm không có ánh nắng. Hôm nay, là ngàn năm một lần tội giới đi săn ngày, Thiên Lao Cốc bên trong, 81 cái tội giới toàn bộ đối ngoại mở ra, cho phép thần giới tu giả, tiến vào bên trong, tội giới bên trong, có bị giáng trước thần giới tu giả, nếu như tiến vào tội giới, tìm tới những cái này tu giả, liền có thể đem bọn hắn săn giết, đoạt được tạo hóa. Như thế, mỗi một lần tội giới đi săn, đều hấp dẫn lấy vô số tu giả. Giờ phút này, toàn bộ thiên lao cốc, người người nhốn nháo, đã hội tụ hơn triệu tu giả. Ứng tiểu tuyền đi theo ra ra, vừa đi vào miệng hang, một trận âm phong chính là thổi tới, lúc này liền là toàn thân run lên. Ứng tiểu tuyền sắc mặt có chút tái nhợt, không khỏi mở miệng, ra ra, nơi này làm sao sẽ âm lãnh, bầu trời này, làm sao cũng là màu xám cho. Lại đi vào một chút, người sẽ biết, ứng vân nhìn bản thân tôn nhi một cái, thở dài một câu. Nghĩ hắn ứng ra, tổ tiên cũng là đi ra một cái thần vương cảnh cường giả, lại mở ra một cái tứ cấp tông môn, lúc ấy hạng gì phong quang, không ngờ trong nhà vị kia tiên tổ cuốn vào một trận phân tranh, cuối cùng tông môn bị hủy, mà vị kia tiên tổ cũng bị đánh vào thiên lao quốc tội giới bên trong. Từ đó về sau, ứng ra một đường rách nát, còn bị cừu ra không ngừng truy sát, đến nơi này một đời, đã chỉ còn lại có cái này tổ tôn hai người. Hôm nay, là hắn cơ hội cuối cùng, bởi vì hôm nay chính là trong nhà vị kia tiên tổ hết hạn tù ngày, nếu như vị kia tiên tổ còn sống, bọn họ ứng ra liền có lại quật khởi hy vọng. Bằng không, vào tội giới người, dù cho đến hết hạn tù ngày, có thể sống mà đi ra cũng là không nhiều, ở tội giới loại địa phương kia, nhận quy tắc hạn chế, rất khó có người, chân chính sống sót đi ra. Nhưng, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Hôm nay, nếu tiếc không ra lão tổ, bọn họ tổ tôn hai người, cũng không nghĩ nhiều nữa, ứng vân lôi kéo ứng tiểu tuyền, đi nhanh vào thiên lao cốc. Mới vừa gia nhập thiên lao cốc trung tâm, ứng tiểu tuyền, cả người liền là ngốc ở nơi đó, đầu ông một tiếng, nhìn cảnh tượng phía trước, không khỏi há to miệng, ra. Ra ra, đó là, chỉ thấy, thiên lao cốc trung tâm chỗ, nổi lơ lửng một cỗ thi thể. Hắn bị vô số đầu từ trong hư không dọc theo xiềng xích đánh xuyên qua trên người rất nhiều xương cốt, treo trên bầu trời mang theo. Thi thể này trên người máu thịt be bét, có vô số vết thương, mái tóc màu đen tản mát, căn bản thấy không rõ dung mạo. Mà mặc dù cái này vẻn vẹn một cỗ thi thể, nhưng tán phát khí thế, để cho người ta nhìn một chút, chính là cảm giác sợ hãi. Người này, sát niệm bất diệt, hóa thành sát ý, tạo thành một mảnh kia sát lục khí vụ. Ứng Vân nhìn về phía bên trên bầu trời, cái kia một cỗ thi thể, hắn không có nói cho Tôn Nhi của mình, ứng ra vị kia tiên tổ bị giam giữ tội giới trước đó từng lưu lại ngôn ngữ khuyên bảo ứng ra mỗi người, phải nhớ cho cái thiên lao cốc bên trong người kia, người kia là ứng ra ân nhân. Trên đời còn có lợi hại như vậy người, ứng tiểu tuyền không khỏi mở miệng, lợi hại, giờ phút này, một tên nam tử mặt sẹo cười lạnh một câu, xảy bước mà đến. Nam tử mặt sẹo, thân làm thiên lao cốc một tên cai tù, cả một đời đều muốn canh giữ ở cái này địa phương cướp chim cũng không có, cũng là bởi vì cố thi thể này, đáy lòng của hắn đối với cái này thi thể, có cực độ hận ý ứng tiểu tuyền không biết nam tử mặt sẹo là người phương nào lập tức phản bác mở miệng người này nhất định là một đời cường giả chết rồi đều có thể có loại khí thế này chính là lợi hại nam tử mặt sẹo giờ phút này cười lạnh một câu lợi hại ha ha người này lợi hại hơn nữa không phải cũng rơi vào kết cục như thế dù cho chết sát niệm không tiêu tan lại có thể thế nào hiện tại hắn chính là một cỗ thi thể một bộ có thể người người lăng nhục thi thể oanh cũng ở nam tử mặt sẹo mở miệng thời khắc toàn bộ thiên lao cốc phía trên sát lục khí vụ bỗng nhiên chấn động lên cái kia vô biên sát lục khí vụ nếu như điên cuồng không ngừng chấn động lên trong lúc nhất thời lớn chấn động lên cuồng phong đột khởi cái này làm sao sẽ nam tử mặt sẹo sắc mặt kịch liệt biến hóa trong lòng của hắn có loại dự cảm cực kỳ bất hảo ứng vân trong mắt cũng là mang theo vẻ kinh dị ứng tiểu tuyền càng là ngốc trệ ở nơi đó đây là thế nào sát khí này như thế nào đột nhiên dị biến chẳng lẽ trong nháy mắt thiên lao cốc bên trong, hơn 100 vạn tu giả nhìn thấy cảnh này, kinh hô mở miệng. Ngay sau đó ánh mắt mọi người chính là toàn bộ rơi vào cái kia tóc tai bù xù thi thể huyết nhục mơ hồ phía trên, trong lúc nhất thời trong đầu đều là hiện ra những truyền thuyết kia, tiếp lấy cảm giác tê cả ra đầu. Mấy hơi phía dưới, toàn bộ thiên lao cốc trở nên lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Ông, cũng giờ khắc này, chỉ thấy thi thể kia chấn động mạnh một cái, cái kia loạn phát phía dưới đóng chặt hai con ngươi, bỗng nhiên mở ra chương 2902, kiếp trước nhục thân. Oanh, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Liên quan tới bên trong cái thiên lao cốc này trấn áp thi thể truyền thuyết, bọn họ không ai không biết không người không hiểu, vị này tồn tại, năm đó thế nhưng là dẫn tới thiên khư xuất thủ, mới chém giết. Hiện tại, hắn, sống lại, nghĩ tới đây, tất cả mọi người liền mồ hôi lạnh chảy dòng. Một cỗ khí tức tử vong tràn ngập ra, toàn bộ thiên lao cốc tất cả mọi người, không dám di động mảy may. Nam tử mặt sẹo đã sợ choáng váng, hắn biết rõ nếu là trước mắt vị này thực sống lại, chờ đợi hắn chỉ sợ trực tiếp chính là tử vong, hắn lập tức trực tiếp quỵ ở cái này trên bầu trời thi thể trước mặt, không ngừng dập đầu, đại nhân, là ta mở miệng bất kính, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, mời đại nhân tha mạng, tha mạng A. Ngay tại lúc đó, thiên lao cốc bên trong phía nam một mặt trên vách núi đá, có rất nhiều động phủ phân bộ, trong đó một cái phía trên khắc dấu lấy 72 chữ động phủ bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. U tối quang mang rơi vào cổ phong trên mặt, cổ phong nhìn xem trong sơn cốc cảnh tượng không khỏi tự nói, đây chính là thần giới sao? Không như trong tưởng tượng mỹ hảo, không khí nơi này cực kỳ kiềm chế, toát lên lấy tử vong cùng sát ý. Giờ khắc này, cổ phong thấy được bên trên bầu trời, cái kia toàn thân máu thịt be bét, bị đánh xuyên vô số xiềng xích treo thi thể thời điểm, trong mắt lóe lên sát ý vô biên, kiếp trước. Lúc trước, ở tinh không giới, cổ phong lấy động hư nhãn, thấy được một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ thi thể này, cùng mình có nhân quả tương liên, lúc ấy cổ phong liền cảm giác này khí tức rất tinh tường, bây giờ mới hiểu được, cái này, chính là bản thân kiếp trước nhục thân. Giờ phút này, thi thể kia, chính ngẩng đầu, mở hai mắt ra, nhìn về phía cổ phong nơi này, mi tâm của hắn chỗ, có một cái to bằng ngón tay lỗ máu. Cổ phong minh bạch, bản thân trước đây đời nhục thân, hẳn là còn lại một đạo ý niệm ở trong đó, hắn cảm thấy bản thân trở về, cho nên mở hai mắt ra. Từ thù, không đội trời chung. Cổ Phong trong mắt sát ý điên cuồng, trong đầu của hắn không khỏi nổi lên một tấm khuôn mặt. Đột phá tu vi bước vào thần đạo, Cổ Phong khôi phục một chút ký ức, bất quá những ký ức này như cũ không trọn vẹn, nhưng một đạo trí nhớ của kiếp trước, cực kỳ hiểu sâu, chính là mình kiếp trước bỏ mình thời điểm ký ức, năm đó rất nhiều vây giết bản thân thiên khư tu giả đều che mặt, nhưng mình trước khi chết, đem một người mặt nạ xốc lên, thấy được người kia khuôn mặt, cũng chính là người kia, một kiếm xuyên thủng kiếp trước bản thân đầu lâu, đem mình kiếp trước chém giết. Người kia, trên mặt, có được một khối màu đỏ sậm bớt. Bên này, theo cổ phong sát ý bộc phát, toàn bộ thiên lao cốc, vốn liền bùng nổ sát lục khí vụ, lần nữa sôi trào lên. ầm ầm bên trên bầu trời, vô biên sát khí gào lên, biến thành trước đó chưa từng có uy áp kinh khủng. Đây là thế nào, hỏng bét, chúng ta phải chết ở chỗ này không được. Kết thúc, hơn 100 vạn tu giả, nhao nhao kinh hô mở miệng. Tội giới đi săn, là có hạn chế, chỉ cho phép thần linh cảnh tu giả tiến vào, đơn giản là thứ nguyên giới quy tắc đối với thần linh cảnh tu giả ảnh hưởng nhỏ nhất vượt qua thần linh cảnh nhận quy tắc ảnh hưởng cực lớn sẽ hao tổn tu vi thậm chí thiêu đốt thọ nguyên như thế tất cả mọi người đã đạt thành chung nhận thức nếu không phải tình huống đặc biệt thần linh cảnh trở lên tu giả cấm chế tiến vào tội giới mà vì cam đoan đám người lựa chọn tội giới thời điểm công bằng các đại thế lực cũng không cho phép thần vương cảnh tu giả cùng đi đến đây như thế bình thường nếu không phải tình huống đặc biệt chỉ có thần linh cảnh tu giả mới có thể tiến nhập thiên lao cốc. Hôm nay cũng giống như vậy, ở trên đài trăm vạn tu giả, toàn bộ đều là thần linh cảnh, mạnh nhất chính là thần linh cảnh cửu trọng. Trên bầu trời, như vậy sát khí uy áp, lập tức để cho người ta vô số người, sắc mặt trắng bệch, thậm chí một chút thần linh cảnh tam trọng trở xuống tu giả, trong miệng đã máu tươi phun ra. Lại, sát khí này uy áp, càng ngày càng mạnh, tất cả mọi người thân thể đều bị cầm giữ. Cũng ở giờ phút này, một đạo quát lạnh, ở thiên lao cốc trung tâm chỗ một cái túp lều nhỏ bên trong truyền ra tất cả cầm miệng cho lão tử ngay sau đó một cái toàn thân trải qua thảo y khôi ngô tu giả cực tốc xông ra trên người người này tán phát khí tức là thần vương cảnh cốc chủ cứu mạng a cốc chủ đại nhân cứu mạng đám người nhao nhao mở miệng giờ phút này không ít người ở nơi này sát khí dưới sự uy áp đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân này lấy thảo y tu giả chính là cái này thiên lao cốc cốc chủ cũng là tổng cai tù. Hắn tên thật mọi người không biết được, đám người gọi hắn lão Hắc. Lão Hắc quản lý nơi này tất cả tội giới, thiên lao cốc, tràn đầy oán khí, đối với tu hành vô ích, ở trong này thời gian dài, chẳng những tu vi khó có thể tinh tiến, thậm chí còn có thể rút lui. Cho nên, bất kỳ một cái nào cai tù đều không phải là tự nguyện đến. Lão Hắc vốn là nam thánh thần vực bên trong, một tông môn tông chủ, bất quá về sau, phạm phải sai lầm, trực tiếp bị nho môn tổ địa phán quyết phế vị trí tông chủ, đầy đến thiên lao cốc. Hắn đến thời điểm, tu vi thần vương cảnh lục trọng, đến hôm nay, thủ 30 vạn năm, tu vi đã lùi bước đến thần vương cảnh tam trọng. Hắn thủ thiên lao cốc 30 vạn năm, phát sinh qua rất nhiều đại sự, bao quát ngàn năm trước, cái kia kinh thiên động địa một màn. Nhưng, cho dù phát sinh qua nhiều như vậy đại sự, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua bộ này thi thể, phát sinh dị biến như vậy. Thảo y phía dưới, lão hắc trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kinh dị chỉ có vận dụng vật này. Lão Hắc không khỏi tự nói, ngay sau đó lấy ra một cái đồng la. Cái này đồng la, là năm đó, phía trên nhường hắn đến thủ cốc thời điểm, giao cho hắn đổ vật. Lão Hắc không nói hai lời, trực tiếp gõ đồng la. Làm, đồng la vang lên, toàn bộ thiên lao cốc chính là chấn động lên, đại địa phía trên, vô số cấm chế trận pháp hiện lên, những cái này trận văn, phóng lên tận trời, hóa thành giam cầm lực lượng, đối kháng bên trên bầu trời cái kia vô biên sát khí. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời vô biên sát khí, đúng là bị giam cầm. Tất cả mọi người, trong nháy mắt khắp khuôn mặt là vẻ đại hỷ. Bất quá, giữa bầu trời kia treo thi thể, hai mắt như cỗ trừng mắt. Người này, đáng chết, cổ phong ánh mắt rơi ở trên bầu trời lão hắc trên người, từ trên người hắn phát hiện cùng mình có nhân quả tương liên, mà cái này nhân quả làm ác. Hiển nhiên, xem như cốc chủ, người này, đối với mình kiếp trước nhục thân, từng có bất kính. Theo cổ phong cái này lạnh giọng một câu, Toàn bộ thiên lao cốc bên trong sát khí, lần nữa cuồng bạo lên. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, chẳng lẽ ta có thể? Không nói hai lời, Cổ Phong sát chỉ ý cảnh, trực tiếp trong bóng tối triển khai, dẫn động cái này thiên lao cốc toàn bộ sát khí sương mù. Rầm rầm rầm, bên trên bầu trời, sát khí gào thét, cái kia cấm chế chi lực, đúng là muốn bị hủy đi. Oanh, ngay tại lúc đó, cái kia bị rất nhiều xiềng xích xuyên qua thi thể, giờ phút này cũng là chấn động lên rất nhiều xiềng xích không ngừng rung động, giống như muốn vỡ vụn. Cổ phong trong mắt quang mang thiểm thước, đây là bản thân kiếp trước nhục thân, cùng tâm thần mình tương liên, rất nhiều sát khí, cũng là bản thân năm đó bị giết oán hận chất chứa lưu lại, nếu như chính mình có thể, hôm nay liền mượn nhờ những sát khí này, để cho mình trước đây đời nhục thân thoát khốn. chương 2903, 72 tội giới Phúc, lão hắc trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, không tốt. Hắn không nói hai lời, lần nữa gõ vang đồng la, lần này liên gõ hai lần. Oanh, một lần này, hư không rung động, đón lấy, tại mọi người trong ánh mắt đờ đấn, chỉ thấy hư không bên trong, đúng là lăng không chạy ra khỏi trọn vẹn 16 đầu xiềng xích. 16 đầu xiềng xích mũi nhọn đều là mang theo ngũ thải thần đinh, giờ phút này, cái này 16 đầu xiềng xích, cùng nhau đánh về phía thi thể. Bành bành bành, máu tươi bắn tung tóe, ngũ thải thần đinh trực tiếp xuyên thủng thi thể. Cái này thi thể, lại tăng thêm 16 đầu xiềng xích. Phốc, nơi xa, cổ phong trong miệng máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy thân thể phía trên vô biên đau nhức truyền đến. Thi thể cùng cổ phong tâm thần tương liên, như vậy kịch liệt đau nhức, cổ phong cũng chân thiết cảm nhận được. Giết, cổ phong có chút phát cuồng, sát trị ý cảnh điên cuồng thôi động. Ông, lập tức, cái kia bị vô số xích sắt xuyên qua, thi thể huyết nhục mơ hồ kịch liệt rung động. Chết, cổ phong trong mắt sát ý lộ ra, sát trị ý cảnh điên cuồng thôi động. Giờ khắc này, thi thể, lại là ở cổ phong ý niệm phía dưới, bàn tay lớn vổ một cái. Một cổ kinh khủng hấp xả lực lượng, lập tức ở trong tay bộc phát. Cái này hấp xả lực lượng, trực tiếp đem lão hắc, hút tới, một cái liền đem lão hắc cổ bóp lấy. Sống, thực sống, tất cả mọi người cảm giác tê cả ra đầu. Lão hắc, chỉ cảm thấy tử vong khí tức, tại chính mình trong lòng lan tràn. Đối mặt thi thể này, hắn đúng là không có suy nghĩ sức chống cự. Hắn hiểu được, trước mắt thi thể này, khi còn sống là cỡ nào cường đại tồn tại. Giờ phút này, hắn dùng sức khí lực toàn thân, dơ lên đồng la, hắn chuẩn bị gõ cái thứ ba. Đồng la là phía trên điều động hắn đến chấn thủ thiên lao cốc thời điểm cho. Gõ một lần, mở ra thiên lao cốc cấm chế. Gõ hai lần, triệu hoán ngũ thải thần đinh xiềng xích. Gõ ba lần, thì là trực tiếp phát tín hiệu cho những cái kia đại năng, những cái kia đại năng sẽ khoảng cách chạy đến, chân áp này thi. Bây giờ, đến sống chết trước mắt, hắn chuẩn bị gõ lần thứ ba bên này bởi vì kiếp trước tích lũy vô tận oán khí giờ phút này cổ phong trong đôi mắt tơ máu hiện lên sát ý đạt đến trước đó chưa từng có điên cuồng hắn trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ giết giết chết cái này cai tù giết sạch nơi này hết thảy mọi người mà cũng ở giờ phút này lão ngư thanh âm bỗng nhiên ở cổ phong trong lòng vang lên chủ nhân không thể lại tiếp tục sẽ dẫn tới đại họa nhưng mà cổ phong giờ phút này hoàn toàn bị sát niệm che đậy tâm thần căn bản nghe không vô lão ngư lời nói. Nhất thổ kiến vân thiên, nhất hấp uẩn tâm hoài, thổ hấp đồng vận chuyển, bách khiếu thông minh tâm, giờ khắc này, lão ngư trực tiếp niệm lên thổ nạp quyết. Thổ nạp quyết chính là tính tâm bí thuật, bao nhiêu năm rồi, ở vô số lần cổ phong tâm thần có chút không tập trung thời điểm, dùng cái này quyết cũng có thể làm cho cổ phong lòng yên tĩnh xuống tới. Lần này, cũng không có ngoại lệ, ở lão ngư niệm tụng mấy lần thổ nạp quyết về sau, cổ phong tâm, yên tĩnh trở lại. Trong đôi mắt, tơ máu trong nháy mắt thối lui, đón lấy. cổ phong chú ý tới lão hắc muốn võ đồng la, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. cuối cùng nhìn về phía mình kiếp trước nhục thân, mở miệng tất cả thiếu nợ ta, ta đều sẽ để cho bọn họ trả lại. tạm thời nghỉ ngơi. cổ phong lời nói rơi xuống, sát trị ý cảnh, không còn thôi động. chủ nhân, lão ngư mở miệng, ngươi làm không sai, bởi vì kiếp trước oán hận chất chứa quá sâu, để cho ta vừa mới mất phương hướng, ta nếu tiếp tục nữa, dẫn tới những người kia, thân phận của ta sẽ lập tức bại lộ bằng vào ta hiện tại tu vi hẳn phải chết không nghi ngờ cổ phong buông lỏng ra nắm chắc quả đấm hắn biết rõ bây giờ còn chưa phải là thời điểm nhưng ngày khác tất nhiên trở về đem chính mình trước đây đời nhục thân giải cứu theo cổ phong không còn thôi động sát chi ý cảnh trên bầu trời thi thể chính là chấn động mạnh một cái đón lấy bàn tay của hắn trực tiếp buông ra lão hắc từ bầu trời bên trong trực tiếp rơi xuống dưới bên trên bầu trời sát lục chi khí cuồng phong dừng lại Bên trên bầu trời sát lục chi khí, cũng là khôi phục bình tĩnh. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lão Hắc cũng là lòng vẫn còn sợ hãi từ dưới đất bò dậy. Hỗn trướng, trong lòng của hắn đã kinh sợ tới cực điểm, hắn bị đẩy đi tới nơi này trông coi thi thể này, 30 vạn năm, tu vi liên tục rơi xuống không nói, hôm nay còn hơi kém một chút chết. Nghĩ đến, hắn lấy ra một đầu roi, liền muốn giống ngày xưa một dạng hung hăng quật thi thể này bất quá tay hắn bỗng nhiên một trận trong đầu chính là nổi lên phía trước cảnh tượng lập tức toàn thân cũng là run rẩy lên thi thể này đã có biến hóa nếu như hắn đột nhiên lại thức tỉnh bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ cái này một bồn lửa giận không chỗ phát tiết có thể nói bị đè nén tới cực điểm hắn lập tức quay người tức giận một câu là tên hỗn đản nào hắn hiểu được thi thể này mấy chục vạn năm đều không có cái gì dị biến hôm nay đột nhiên thức tỉnh tất nhiên là cái gì gây nên, hơn nữa, việc này chẳng mấy chốc sẽ chuyển đến phía trên đi, hắn nhất định phải tìm một cái lấy cớ, đem trách nhiệm của mình rũ sạch. Là hắn, là người này vừa mới lăng nhục cái này cao nhân thi thể, hắn mới vừa nói xong, liền xuất hiện dị biến. Ứng tiểu tuyển giờ phút này lập tức chỉ còn quỳ dưới đất nam tử mặt sẹo mở miệng. Là ngươi, lão hắc nộ khí bộc phát, rốt cuộc tìm được phát tiết người. Cai tù, đại nhân, không, không phải ta, ngày bình thường tất cả mọi người nói a à không, không riêng gì ta, tha mạng, đại nhân tha mạng a. À. Nam tử mặt sẹo dọa đến toàn thân run rẩy. Hừ, lão hắc một bàn tay hung hăng đánh ra, một trường này, thế đại lực trầm, chính là trước mặt của mọi người, đem nam tử mặt sẹo nhục thân, trực tiếp đập nát. Một người người sống sờ sờ, trực tiếp biến thành một mảnh huyết nhục, một màn này, quá mức huyết tinh. Đón lấy, lão hắc một nắm chắc người đàn ông có sẹo nguyên thần, lạnh giọng một câu, người gây nên thiên lao cốc dị biến, ta không diệt ngươi nguyên thần, người trở phía trên xử lý a lời nói phía dưới trực tiếp đem này nguyên thần chấn áp giờ phút này tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đại biến lúc đầu tất cả mọi người đều cho là người này đã chết rồi còn có thể lật cái gì thiên nhưng hiện tại bọn hắn minh bạch cường giả chính là cường giả dù cho chết đi cũng không cho người ngôn ngữ hủy nhục trong lúc nhất thời những cái kia đã từng hủy nhục qua thi thể này người cũng là sợ mất mật đặc biệt là mặt khác cai tù Bọn họ bởi vì thi thể này bị điều động đến cái này Thiên Lao cốc, lửa giận trong lòng tự nhiên đều đặt ở trên đó, ngày bình thường không ít trong bóng tối giận mắng, giờ phút này bọn họ tất cả đều có loại chết qua một lần cảm giác, trong lúc nhất thời trong lòng tất cả mọi người phát thệ, tuyệt đối không thể lại hủy nhục thi thể này nửa câu. Trên thực tế, Bao Quát lão Hắc cũng là như thế. Hắn cũng là thật sự sợ, đem sợ hãi trong lòng vung ra một bên, lão Hắc cao giọng một câu, tội giới đi săn, như thường lệ tiến hành. Lời nói này rơi xuống, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào Thiên Lao cốc phía nam. Thiên Lao cốc phía nam, có một mảnh vách núi, dưới vách núi đá, cùng sở hữu 81 cái động phủ, cái này mỗi một cái động phủ bên trong, kỳ thực cũng là một cái tội giới. Những cái này tội giới, đúng là bọn họ chuẩn bị tiến vào lịch luyện chỗ. Mà giờ khắc này, mọi người thấy, cái kia, 72 tội giới động phủ trước đó, đứng đấy một người. Người này, quần áo trang phục cùng mọi người hoàn toàn khác biệt, lại trên người hắn có tội giới đặc hữu khí tức. Nhất thời, ánh mắt mọi người đột biến, chương 2904, ứng thiên vũ, 72 tội giới, lúc đầu không có cái gì đặc thù, một dạng bị giam giữ tu giả càng mạnh, xếp hạng liền càng đến gần phía trước, đến 72 nơi này, bị giam giữ tu giả, hẳn là cũng không phải gì đó người đứng đầu cường giả. Bất quá, về sau xuất hiện biến cố, một đạo tự nhiên bản nguyên, chẳng biết tại sao chảy vào cái này 72 tội giới. Về sau trong 5 tháng 72 tội giới, trong lúc nhất thời thành chạm tay có thể bỏng tội giới. Nhưng mà, hơn ngàn năm trước, cái này 72 tội giới, đã xảy ra trọng đại dị biến. Trước sau, có bốn đại thần vực tuổi trẻ yêu nghiệt tiến vào bên trong, về sau thậm chí có rất nhiều cường giả tiền bối tiến vào. Nhưng mà, trừ bỏ mấy cái cường giả tiền bối, cùng kiếm bạch tử bốn cái thiên kiêu sống mà đi ra người, những người còn lại, truyền văn đúng là toàn bộ chết thảm tội giới bên trong, trong đó thậm chí bao gồm bốn cái tứ giai giới. Mà cho dù, đi ra mấy người, thanh chí đại sư tự hủy một cái phân thần, kiếm bạch tử bốn người, càng là đều bị chặt đứt một cánh tay. Lại có người muốn tiến vào thời điểm, 72 tội giới đúng là bị quỷ dị phong ấn. Dù cho những cường giả thế hệ trước kia, đều đã không cách nào tiến vào, đạo kia tự nhiên bản nguyên, cũng như cũng không có người lấy được. Cho tới bây giờ, không còn có người dám đánh 72 tội giới suy nghĩ, tiến vào bên trong, cùng chịu chết không có khác nhau. Mà cái này giới bị phong ấn không nói, Nghe thấy bốn đại mạch còn ở 72 tội giới ra chỉ kinh khủng quy tắc chi lực, như vậy thiên kiếp, cho dù là thần giới tu giả, đều khó có khả năng vượt qua, huống chi là tội giới người. Theo lý mà nói, là không thể nào có người đi ra, người trước mắt này. Hỏng bét, cổ phong đáy mắt thần sắc khẽ biến. Nếu như mình đi ra tin tức bị truyền ra, kiếm bạch tử đám người, sợ rằng sẽ lập tức giết tới, lấy mình bây giờ thực lực, có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Vừa mới nếu như trực tiếp sấn loạn bỏ chạy, bây giờ cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, bản thân vì xúc động bỏ ra đại giới. Bất quá Cổ Phong ngay sau đó lập tức bình tĩnh lại, năm đó còn sống rời đi tội giới người không nhiều, mình ở đi ra động phủ trước đó đã cải trang dịch dung, cho nên dung mạo của mình nơi này hẳn là không người nhận ra. Nhưng như thế nào mới có thể ở nơi này dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, thoát khốn rời đi. Lão Hắc từ trong đám người đi ra, ánh mắt của hắn tập trung vào Cổ Phong trên thân, trong ánh mắt mang theo xem kỹ mở miệng ngươi là mà cũng ở giờ phút này một thanh âm từ trong đám người truyền đến tiên tổ ngài rốt cục trở về giờ phút này một lão giả lôi kéo một tên thiếu niên từ trong đám người bước nhanh mà ra mí mắt đỏ bừng kích động mở miệng đi ra không phải người khác chính là ứng vân tiên tổ cổ phong trong lòng kinh ngạc bất quá ngay sau đó hắn cảm thấy trước mắt lão giả này cùng trên người mình có nhân quả tương liên bản thân mới vừa vào thần giới không có khả năng nhận biết người này nghĩ như thế, bản thân tất nhiên cùng kiếp trước của mình có quan hệ, như thế mới đản sinh nhân quả. Nghĩ tới đây, cổ phong mở miệng ân, đi ra. Đám người bị làm phải trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, cùng nhau nhìn về phía ứng vân. Lão Hắc trực tiếp nhìn về phía ứng vân mở miệng, người nói, hắn là nhà ngươi tiên tổ. Không sai, đại nhân, đây là ta tham viếng lệnh bài, nhà ta tiên tổ, chính là bị giam giữ ở 71 tội giới. Vừa nói, Ứng Vân lập tức lấy ra một khối khắc dấu lấy, 71 tự dạng lệnh bài. 71 tội giới. Mọi người vừa nghe, nhao nhao đều có loại giật mình cảm giác. 71 tội giới cùng 72 tội giới tương liên, như thế xem xét, người trước mắt chỗ đứng chỗ, nói là 72 tội giới phía trước, kỳ thực cũng là 71 tội giới phía trước, nếu như hắn là hết hạn tù thả ra thần giới tu giả, điều này cũng làm cho hợp lý. Ứng ra một đời tiên tổ Ứng Thiên Vũ, thần vương cảnh tu giả, Lão Hắc nhìn qua lệnh bài, liền từ trong túi càn khôn lấy ra một cái danh sách, đem tên này sách lật đến một tờ, không tự chủ đọc, rất nhanh hắn mục quang hơi hơi biến hóa, hôm nay, thực sự là ứng thiên vũ phóng thích ngày. Theo lý mà nói, Lão Hắc một mực kiểm tra tội giới, có người đi ra hắn sẽ phát giác, hắn cũng tự nhiên sẽ hiểu, đối phương là từ cái nào tội giới động phủ đi ra, nhưng làm sao vừa mới hắn ở đó thi thể trong tay kém chút chết rồi, căn bản không chú ý tới tội giới động phủ chuyện bên này. Nguyên lai like người này là ứng thiên vũ ta nghe qua cái này ứng thiên vũ đã từng cũng là khổng tước thành một đời cường giả về sau bước vào thần vương cảnh càng là mở ra một cái tứ cấp tông môn nghe thấy người này tu chính là bi trị ý cảnh nhưng một lần ở bên ngoài tu hành tàu hỏa nhập ma không cách nào khống chế ý cảnh khuếch tán để người xung quanh toàn bộ lâm vào bi thương người một lần kia đủ có mấy ngàn người ở cái kia cực độ bi thương chết đi đúng ta cũng từng nghe nói việc này cái kia tự sát người bên trong có một cái là nhị cấp tông môn hắc môn tông tông chủ nhi tử, như thế hắn mới thụ này chế tài. Trong lúc nhất thời, đám người mồm năm miệng người mở miệng. Vấn đề này là 30 vạn năm trước sự tình, mà 30 vạn năm đối với chỉ ít có được 100 vạn năm thọ nguyên thần giới tu giả mà nói, nói ngắn cũng không ngắn nói dài cũng không dài, tăng thêm việc này lúc ấy huyên náo so sánh lớn, không ít lão nhân đều ký ức vẫn còn mới mẻ, thậm chí có người, năm đó tận mắt nhìn thấy. 30 vạn năm đi qua, bị giáng chức vào tội giới tu giả, hơn phần nửa đều muốn ở tội giới một lần nữa chuyển thế đầu thai, dung mạo, thanh âm, có biến hóa, cũng là rất bình thường, cho nên Cổ Phong dung mạo cũng không bị người hoài nghi. Lại tiến vào tội giới, tu vi đều sẽ trực tiếp rơi vào thần đạo phía dưới, như thế, Cổ Phong thời khắc này tu vi cũng không có bị người hoài nghi. Lại, ứng vân cái này hậu nhân, cách mỗi 100 năm, liền có thể đến tội giới cửa động mượn nhờ tham viếng lệnh bài cùng tội giới bên trong tiên tổ nói chuyện với nhau, như thế, hắn cũng căn bản không có khả năng nhận lầm người. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây không có nửa điểm hoài nghi. Nhận định, cổ phong chính là 71 tội giới, hết hạn tù thả ra ứng ra lão tổ, ứng thiên vũ. Tiên tổ, những năm này, tiểu vân trôi qua khổ a à. Giờ phút này, ứng vân bước nhanh đi tới cổ phong trước mặt, trực tiếp quỵ ở cổ phong trước mặt, khóc ròng ròng. Một bên ứng tiểu tuyền nhìn thấy ra ra như thế bi thương bộ dáng, cũng là không khỏi nhớ tới những năm này ứng ra cực khổ cùng ra ra bị khuất nhục, cũng là khóc giống lên. Ai, nghe thấy những năm này ứng ra nghèo túng tông môn không thấy bây giờ còn bị người truy sát bọn họ có thể tính đợi đến ứng thiên vũ phong thích như vậy kích động cũng là bình thường cái kia ứng vân cũng là quá không dễ mọi người thấy hai ông cháu bộ dáng như vậy cũng là cảm thán mở miệng không ít người biết đôi này tổ tôn những năm này đích xác quá thảm đi qua cổ phong đạm ngữ giống như một trưởng giả vuốt vuốt ứng vân đầu tóc bạc trắng trong lòng lại là cảm thán này lão đầu nhi diễn kỹ thật đúng là không tệ. Tiên tổ, ô ô, cha ta chết rồi, mụ mụ chết rồi, tỷ tỷ chết rồi, muội muội chết rồi, chỉ có ta và ra ra, tiên tổ, vì tiểu tuyền báo thù a. Cái kia ứng tiểu tuyền thực sự là đem cổ phong trở thành bản thân tiên tổ, nghĩ đến nhiều năm khó khăn, buồn từ trong lòng ôm lấy cổ phong ốm quần, chính là một trận khóc lớn. Trang diện này, để mọi người vây xem đều có chút sầu não. chương 2905, rời đi cùng trận giết. Tình cảnh này, ở đây đã không có bất kỳ người nào hoài nghi. Lão Hắc trước kia cùng ứng thiên vũ không quen, chưa từng có cái gì gặp nhau, nhưng hôm nay trước mắt những sự thật này bày ở trước mắt, giờ phút này trong lòng trên thực tế cũng là cảm giác không có vấn đề gì, nhưng Tổng có chút bận tâm, dù sao hắn không phải tận mắt thấy người này từ 71 tội giới đi ra, tăng thêm 72 tội giới đi ra nhiều như vậy đại sự. Lập tức, Lão Hắc nhìn về phía cổ phong mở miệng, ứng thiên vũ, người năm đó là bi trí ý cảnh kẻ thu thập, ý cảnh tu hành đã đạt tới linh giai, hắc mỗ hôm nay muốn lĩnh giáo một phen, làm sao? Hắc đạo hiểu, lão hủ vừa mới thoát khốn, tu vi mới vừa khôi phục đến thần linh cảnh nhất trọng. Như thế nào là đối thủ của ngươi? Cổ phong nghe xong, lập tức lắc đầu, lão hắc vẫn không nhượng bộ, mở miệng, ứng thiên vũ, ta đem tu vi cũng áp chế đến thần linh cảnh nhất trọng, người ta luận bàn một phen, ta đương nhiên sẽ không lấy tu vi ép ngươi. Lời nói tầm đó, lão hắc đem khí thức trực tiếp áp chế ở thần linh cảnh nhất trọng. Đón lấy, Phổ Biên Thảo Mộc hư ảnh từ lão hắc bốn phía nổi lên. Đây là ý cảnh, lão hắc tu là một chi ý cảnh, ngay tại lúc đó, một cái thụ yêu ở lão hắc đỉnh đầu phía trên hiện lên. Lão hắc thân làm thần vương cảnh cường giả, cái này Mộc chi ý cảnh đã tu luyện đến linh giai. Cái này thụ yêu, thần sắc chất phác, hiển nhiên cái này ý cảnh chi linh, cùng cổ phong loại này, hấp dẫn không vào luân hồi cường giả tàn hồn biến thành ý cảnh chi linh khác biệt, cái này ý cảnh chi linh chính là lão hắc lấy bản thân ý cảnh ngưng tụ, không có tâm trí. Giờ phút này, lão hắc cả người cũng chưa hề đụng tới, chỉ là vung tay lên. Lập tức, cái này thụ yêu, trực tiếp phi thân mà ra. Thụ yêu lao ra đồng thời, hắn thân thể phía trên, phóng xuất ra gần 100 cành. Cái này gần 100 cành, trong lúc nhất thời lại hóa thành gần 100 cái giống như hài đồng một dạng tiểu thụ nhân, mỗi cái thụ nhân trong tay đều nắm một chuôi mộc mâu, hướng về cổ phong đánh tới. Lão Hắc vừa lên đến, liền vận dụng ý cảnh của chính mình, hiển nhiên là muốn nhìn Cổ Phong thực lực chân chính. "Bi", Cổ Phong mở miệng, nhất thời trên người một cỗ buồn cực độ bi thương chi ý, trong nháy mắt phát ra. Cổ Phong là trải qua buồn phiền người, ở tinh không đại chiến bên trong, Cổ Phong sát chi ý cảnh bước vào đạo giai, bi chi ý cảnh, mặc dù còn chưa nhập đạo giai, nhưng tăng lên cũng là cực mạnh. Cổ Phong bi chi linh có chút đặc thù, bởi vì đã từng kiếm bạch tử thấy qua, Cổ Phong không nghĩ thể hiện ra bi chi linh để tránh việc này truyền ra, bản thân bại lộ thân phận. Giờ khắc này, vẻn vẹn bi chi ý cảnh, bi chi ý cảnh phát ra phía dưới, trong lúc nhất thời, vô số bạch sắc sổ cúc hiện lên. Đầy trời hoa trắng, mang theo hết sức bi thương trị ý. Mọi người tại đây, trong lúc nhất thời trong lòng bi thương sự tình, toàn bộ hiện lên. Bạch cúc táng, cổ phong mở miệng, nhất thời, đầy trời bạch sắc sổ cúc cực tốc dung hợp, biến thành một đóa hết sức to lớn bạch sắc sổ cúc. Ông, cái kia hướng về cổ phong vào tới thụ yêu cùng rất nhiều tiểu thụ nhân, toàn bộ thân thể chấn động, đình chỉ ở nơi đó. Bành, to lớn bạch sắc sổ cúc sụp đổ, thụ yêu, lập tức chấn động, rất nhiều tiểu thụ nhân, thì là trực tiếp sụp đổ. Một thân làm lão hắc ý cảnh chi linh thụ yêu, thì là cực tốc rút lui mà về, tiến nhập lão hắc thể nội. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ đã từng nghe nói qua, ứng thiên vũ bi chỉ ý cảnh lợi hại, không nghĩ tới lợi hại đến loại trình độ này, ý cảnh chi linh đều không có thi triển, liền đánh tan lão hắc mộc chi ý cảnh. 72 tội giới chuyện nội bộ, rất ít truyền vào ngoại giới, như thế cổ phong thủ đoạn chân chính, trừ bỏ kiếm bạch tử mắt thấy người bên ngoài, những người khác là không biết. Lão hắc nghi ngờ trong lòng triệt để bỏ đi, hắn thấy, ý cảnh này không thể giả mạo, bi chi ý cảnh, không thuộc về thuộc tính ý cảnh, là cực kỳ khó có thể tu luyện, toàn bộ nam thánh thần vực tu luyện ý này cảnh người, đều không cao hơn hai trưởng số lượng. Hắn không cho rằng trên đời có trùng hợp như vậy sự tình, người trước mắt chính là ứng thiên vũ không thể nghi ngờ. Bất quá, giờ phút này lão hắc sắc mặt khó coi, bản thân đường đường thần vương cảnh tu giả, vừa mới vậy mà như vậy chật vật. Giờ phút này, cổ phong ôm quyền mở miệng, tả hắc đạo hữu hạ thủ lưu tình. Mọi người nghe thấy, tự nhiên minh bạch, lão hắc là áp chế tu vi, bằng không lấy tu vi đến chiến, cái này ứng thiên vũ là thua không nghi ngờ. Nghe cổ phong lời này, lão hắc sắc mặt cũng là dễ nhìn không ít, lập tức ôm quyền cười nói, ứng đạo hữu nói đùa, lấy ứng đạo hữu thiên tư, chỉ sợ không ra 10 vạn năm, liền có thể đem tu vi khôi phục lại thần vương cảnh, ngày sau hắc mố cũng không phải ứng đạo hữu đối thủ. Hắc đạo hữu quá khiêm nhượng, nếu không phải hắc đạo hữu bị nhốt cái này thiên lao cốc, ảnh hưởng tu hành, tu vi chỉ sợ sớm đã tu luyện tới thần vương cảnh đỉnh cao. Đối phương như thế ngôn ngữ, cổ phong cũng không để ý thổi phồng vài câu. Mặc dù, cái này lão hắc đối với mình kiếp trước nhục thân có hủy nhục, nhưng bây giờ còn không phải giết thời điểm, bây giờ rời đi nơi này chính yếu nhất nghe được cổ phong lời này lão hắc trong lòng thoải mái hơn lập tức nói 30 vạn năm này thần giới biến hóa cũng là không nhỏ ứng đạo hữu đi đường cẩn thận a à. đi thôi về nhà cổ phong đạm ngữ kéo ứng vân cùng ứng tiểu tuyền hướng về thiên lao cốc đi ra ngoài nhìn xem cổ phong bóng lưng lão hắc mục quang hơi hơi biến hóa trong lòng không khỏi tự nói cái này ứng thiên vũ so năm đó trong truyền thuyết lợi hại hơn ngay sau đó lão hắc nhìn về phía đám người tội giới đi săn bắt đầu lời nói tầm đó ở trên đài trăm vạn tu giả trước sau dựa vào sớm đã phân phối xong lệnh bài thông hành tiến nhập rất nhiều tội giới bất quá trong đám người đã có mấy người không có tiến vào mà là lạng yên rời đi đi theo cổ phong đám người rời đi thiên lao cốc ra thiên lao cốc chính là một mảnh sơn lâm dọc theo con đường này cổ phong bước nhanh mà đi ứng vân cùng ứng tiểu quyền cũng chưa kịp cùng cổ phong nói chuyện thẳng đến tiến nhập một mảnh rừng rậm, nơi này, khoảng cách thiên lao cốc, đã rất xa. Ứng vân nhịn không được hướng về phía cổ phong chính là cúi đầu mở miệng tiểu nhân bái kiến. Im lặng, cổ phong lại là trực tiếp cắt sức ứng vân, ngay sau đó quay người nhìn về phía hậu phương mở miệng, mấy vị theo lâu như vậy, không bằng ra gặp một lần. Ha ha, quả nhiên có chút thủ đoạn, một thanh âm tùy theo truyền đến, đón lấy, ba tên tu giả, chính là trực tiếp chui ra. Ba cái này tên tu giả, đúng là đều cực kỳ trẻ tuổi. Hiển nhiên, cũng là 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ tu giả. Trong đó, Tả Hữu hai người, tu vi cũng là thần linh cảnh nhất trọng, lại đều không khác mấy ở thần linh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Mà trung gian một người, tu vi thì là ở thần linh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Có thể ở 10 vạn tuổi phía dưới bước vào thần đạo, ở thần giới bên trong, coi như thiên kiêu, có thể đạt tới thần linh cảnh thất trọng trở lên, xem như tuyệt thế thiên kiêu, có thể bước vào thần vương, chính là như yêu nghiệt nhân vật. Trước mắt ba người này, hiển nhiên cũng là thiên kiêu, ở riêng phần mình tông môn, địa vị cũng là bất phàm. Trong ba người, Đinh Vũ niên kỷ lớn lên, thực lực cũng mạnh nhất, chủ yếu nhất, hắn tu luyện, là sát trị ý cảnh. Cho nên, mặc dù chỉ có thần linh cảnh nhị trọng tu vi, nhưng trước đó, hắn nhận cái kia sát khí áp bách không lớn, cho nên hắn trùng hợp phía dưới, thấy được không nên thấy một màn. Đinh Vũ nhìn về phía cổ phong cười lạnh mở miệng, ngươi, là 72 tội giới người. Trường 2906, Chiến Đinh Vũ, sau đó thì sao? Cổ Phong không có kinh ngạc, đối phương có thể ở thời điểm này truy sát tới, hiển nhiên là biết được mình là từ 72 tội giới đi ra. A, à, lúc này, người không nên quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Ta cũng không phải lão hắc, sẽ không áp chế tu vi đánh với ngươi một trận." Đinh Vũ cười lạnh một câu, hắn sở dĩ không có lộ ra ánh sáng cổ phong thân phận, là bởi vì hắn biết được, 72 tội giới có vận may lớn, truyền văn trong đó có một đạo bản nguyên còn truyền văn có câu thông cổ binh giới thần đài triệu hoán trận nếu như hắn vừa mới nói ra cổ phong thân phận tất nhiên dẫn tới một vài đại nhân vật bậc này tạo hóa coi như đều không thuộc về hắn mà hắn thấy người trước mắt mặc dù bi trị ý cảnh cảm mộ cực sâu nhưng tu vi dù sao cũng là vừa mới bước vào thần linh cảnh nhất trọng tất nhiên không phải là đối thủ của mình trước đó những đại nhân vật kia ở tội giới ăn quả đắng về sau tin tức truyền ra là bởi vì bọn hắn ở tội giới bên trong nhận quy tắc ảnh hưởng không cách nào phát huy thực lực chân chính, đối với cổ phong, hắn tia éo để vào mắt. Một bên, ứng vân sắc mặt biến hóa, liền muốn tiến lên. Cổ phong lại là trực tiếp đem hắn cản ở sau lưng, nhìn về phía đinh vũ mở miệng, trận chiến này nhất định phải, có đúng không? Người giao ra đạo kia bản nguyên cùng thần đài triệu hoán trận, ta quấn người một cái mạng chó. Đinh vũ cười lạnh, hắn thấy, lấy cổ phong tu vi, không có khả năng điều khiển bản nguyên, càng không khả năng kích phát thần đài triệu hoán trận. Ngươi cho rằng, bản thân so kiếm bạch tử mấy người làm sao? Cổ phong đạm ngữ, hư, đừng cho là ta không biết, kiếm bạch tử mấy vị đại nhân đi ra về sau, sớm đã cáo chi đám người chân tướng, bọn họ bị nhận quy tắc áp chế, ở 72 tội giới, tu vi chỉ có thể đạt tới tiên đạo đỉnh phong, căn bản là không có cách đạt tới thần cảnh, như thế mới thảm bại tội giới người trong tay, người bây giờ còn muốn phô trương thanh thế, quả thực thật là tức cười. Đinh Vũ mở miệng lần nữa, cổ phong trên mặt mang mấy phần vẻ kinh ngạc, ngay sau đó thầm cười khổ, hiển nhiên kiếm bạch tử mấy người là sợ mất mặt, mới nói như vậy. Đinh Vũ nhìn về phía cổ phong lần nữa lãnh ngữ, đang suy nghĩ làm sao trốn sao, rất đáng tiếc, ta ở bốn phía đã bày ra ngăn cách trận pháp, ngoại giới người, sẽ không biết được chuyện nơi đây, hôm nay, người không chạy khỏi, Đinh Đạt, Đinh Khang, động thủ. Lời nói tầm đó, Đinh Vũ vung tay lên, là, Vũ ca, Đinh Vũ sau lưng hai cái kia thần linh cảnh nhất trọng đỉnh phong thanh niên lập tức mở miệng, ngay sau đó riêng phần mình bước ra một bước hai người bước ra một bước đồng thời trong tay riêng phần mình lấy ra một cái ống sáo trực tiếp thổi lên ngay sau đó chỉ thấy từng đạo từng đạo thanh sắc sóng âm từ hai người trong cây sáo gào thét mà ra cái kia vô biên sóng âm đúng là biến thành một cái thanh sắc sóng âm mãnh hổ cùng một cái thanh sắc âm ba cử sư một hổ một sư tử hướng về cổ phong trực tiếp đánh giết mà đến bị kiếm bạch tử lừa dối đứa nhỏ ngốc a à. cổ phong cười nhạt một câu ngay sau đó mở miệng tuế nguyệt lời nói tầm đó, tuế nguyệt ý cảnh bỗng nhiên triển khai. ngay tại lúc đó, tuế nguyệt chi linh cũng là trực tiếp hiện lên cổ phong đỉnh đầu phía trên ý cảnh chi linh người vậy mà trừ bỏ bi chi ý cảnh bên ngoài, còn có một loại ý cảnh còn đạt đến linh giai. đinh vũ trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, định cổ phong không nói hai lời bấm tay một điểm, lập tức cái kia âm ba cửa hổ cùng âm ba cử sư nhất thời chấn động, trực tiếp bị định lại ở đó. đây là cổ phong mới vào thần giới cũng là cổ phong lần thứ nhất chiến đấu, không thể sai sót, lại đối phương hai người cũng là thần linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, cho nên cổ phong căn bản không có lưu thủ, trực tiếp vận dụng ý cảnh chi linh. Cùng giai tu giả bên trong, ý cảnh tu hành cao người, tự nhiên chiếm thượng phong. Hai người này, tiến vào thần đạo thời ở giữa không dài, ý cảnh đều còn không đạt tới linh giai. Đối mặt cổ phong tuế nguyệt ý cảnh, lấy hai người tu vi căn bản là không có cách lấy thần hồn chi lực, cưỡng ép xông phá, bỗng chốc bị định lại ở đó, không cách nào di động mảy may. Phá, cổ phong vung tay lên, cái kia âm ba cử sư cùng sóng âm cự hổ, trực tiếp sụp đổ. Hai người lập tức trong miệng phun máu, cùng kêu lên hét lớn, vũ ca, cứu mạng. Đinh Vũ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến đổi, mở miệng một câu, không nghĩ tới, là cái kẻ khó chơi, bất quá rất đáng tiếc, hôm nay đối mặt ta, người thua không nghi ngờ. Thiên âm cầm, hiện, lời nói tầm đó, hắn há to miệng rộng, trong miệng trực tiếp phun ra một tấm cầm này cầm đón gió mà lớn dần trong nháy mắt biến hóa to lớn đón lấy hai tay của hắn ở trên đàn bỗng nhiên nhấn một cái trong nháy mắt thần lực màu xanh ở trên đàn lưu chuyển từng đạo từng đạo thanh sắc thanh âm lưỡi trực tiếp gào thét mà ra bất quá trong hô hấp ngàn vạn đạo thanh sắc thanh âm lưỡi hướng về cổ phong chém giết mà đến đây là linh giai thượng phẩm thần bảo cổ phong ánh mắt biến hóa chu lăng trong điển tịch cũng liên quan thần giới bảo vật giới thiệu thần giới bảo vật chia làm linh giai vương cấp hoàng cấp tôn giai bốn cái phẩm giai từng cái phẩm giai lại phân làm hạ trung thượng cực tứ phẩm lại trong điển tịch cũng có giới thiệu ở thần giới thần bảo là cực kỳ khó có thể luyện chế bình thường tu giả có một cái thần bảo mang theo đã là không được cái kia đinh đạt cùng đinh khang cây sáo đều chẳng qua là linh giai hạ phẩm thần bảo cổ phong căn bản không để ý mà trước mắt này thiên âm cầm đúng là linh giai thượng phẩm thần bảo, bình thường chỉ có những thần linh kia cảnh năm bốn nặng trở lên tu giả, mới xứng có được, kẻ này hiển nhiên thân ra không tầm thường. Giờ khắc này, cổ phong không dám khinh thường, dù sao đối phương là thần linh cảnh nhị trọng đỉnh phong, tu vi bên trên cao hơn chính mình ra một mảng lớn. Lập tức, trong tay tuế nguyệt kiếm, nhất thời hiện lên, ngay sau đó một kiếm chính là chém ra, tuế nguyệt, cực. Lời nói tầm đó, từ kim thần lực chính là từ đan điền bên trong gào thét mà ra, ra chỉ ở tuế nguyệt thân kiếm, đồng thời tuế nguyệt ý cảnh cùng cực trị ý cảnh, trực tiếp dung nhập. Kiếm khí màu tử kim, gào thét mà ra, trong đó, mang theo tuế nguyệt khô mục lực lượng, bành bành bành, đầy trời thanh âm lưỡi, toàn bộ ở tử kim kiếm khí phía dưới, hóa thành mục nát. Thiên âm cầm, thiên âm hộ, đinh vũ gặp vậy, sắc mặt đại biến, lần nữa cực tốc đàn tấu lên. Ngay sau đó, vô số thanh âm lưỡi hiện lên, biến thành một cái vòng bảo hộ. Phá, cổ phong phía sau tử kim vũ dực hiện lên, bỗng nhiên một cái, cực tốc mà tới, trong tay tuế nguyệt kiếm, mang theo tử kim kiếm khí, hung hăng hướng xuống chém một cái. Bành, giam hộ hộ cháo, nhất thời sụp đổ, tuế nguyệt kiếm, hung hăng chém vào thiên âm cầm phía trên. Cái kia linh giai thượng phẩm thiên âm cầm, đúng là trực tiếp bị chém đứt. Đinh vũ trong miệng nhất thời máu tươi cuồng phún, bất quá mượn cơ hội này, thi triển bí thuật, lập tức lui nhanh trăm trượng. Hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đáng chết đối phương rõ ràng tu vi so với bản thân thấp nhiều như vậy, làm sao sẽ mạnh như vậy, vậy mà lại nhiều loại ý cảnh, còn có cái kia thanh kiếm, rốt cuộc là cái gì phẩm dai, còn có cái kia tím thần lực màu vàng óng, hắn chưa bao giờ thấy qua. Đinh Đạt cùng Đinh Khang ngốc trệ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Đinh Vũ lại bị như thế áp chế. Kết thúc, cổ phong đạm ngữ, trong tay tuế nguyệt kiếm, cực tốc mà tới, hướng về Đinh Vũ đánh tới. Có thể bước ta thi triển ra này thủ đoạn, người cho dù chết, cũng đáng giá. Đinh Vũ cắn răng, lấy ra một mai tinh hồng sắc đan dược. Chương 2907, liên hợp xuất thủ. Đan dược này tán phát khí tức cực kỳ bất phàm. Cái này đúng là một mai linh giai cực phẩm đan dược. Viên thuốc này ăn vào sẽ trong nháy mắt tu vi bạo tăng, bất quá cũng sẽ thiêu đốt tu vi, càng là hủy bản thân tu hành căn cơ, nhưng bây giờ Đinh Vũ không quản được nhiều như vậy, hôm nay nếu bại, khó thoát khỏi cái chết, nếu thắng, đối phương tạo hóa đều sẽ về bản thân. Không nói hai lời, hắn trực tiếp đem cái này tinh hồng sắc đan dược nuốt vào. Oanh, trong nháy mắt, đinh vũ khí tức bạo tăng, quần áo của hắn đều bị nứt vỡ, hình thể cũng là trong nháy mắt to lớn. Hắn bắp thịt cả người nhô lên, huyết hồng sắc mạch máu lồi ra, cả người như đồng hóa vì một cái hình người cự thú. Chủ yếu nhất, khí tức của hắn, phá vỡ giam cầm, đạt đến thần linh cảnh tam trọng. Chết đi, đinh vũ giờ phút này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thần lực màu xanh bao khỏa một quyền hung hăng oanh ra. Bành, một quyền này, hung hăng đánh vào tuế nguyệt kiếm phía trên. Oanh, kinh khủng lực phản chấn, trực tiếp đem cổ phong một quyền đánh bay. Thần linh cảnh tam trọng, vượt qua cổ phong hai cái cấp độ, tranh lệch quá lớn, giờ khắc này, cổ phong cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp máu tươi phun ra, bị chấn động bay ra ngoài. Người dám làm tổn thương ta chủ nhân, giờ khắc này, cổ phong linh thú đại bên trong, không không trực tiếp tung ra. Không nói hai lời, trực tiếp hóa thân liệt diễm thần viên, nó một cái lắc mình, Đi thẳng tới Đinh Vũ sau lưng, hai tay đem hắn gắt gao ôm lấy. Không Không đang cùng Cổ Phong cùng một chỗ đã trải qua thiên kiếp về sau, tu vi cũng là bước vào thần linh cảnh nhất trọng, lại không không thiên phú dị bẩm, nhục thân chi lực có thể so với thần linh cảnh nhị trọng tu giả. Giờ khắc này, Không Không chăm chú khóa lại Đinh Vũ, đồng thời trên người hỏa diễm gào thét mà ra, thiêu đốt lấy Đinh Vũ nhục thân. Hỗn trướng, muốn chết, Đinh Vũ cảm giác trên người thiêu đốt kịch liệt đau nhức truyền đến, phát cuồng giống to tu vi lực lượng, lập tức bộc phát, trong lúc nhất thời, không không trong miệng phun máu, mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao tu vi chênh lệch quá nhiều, mắt thấy là phải không khóa lại được. Ngao, tham long giờ phút này, cũng là phi ra, cùng không không một dạng, đi theo cổ phong độ kiếp thành công, hắn tu vi cũng đạt tới thần linh cảnh nhất trọng. Giờ phút này, hắn bay ra đồng thời, lập tức mở ra cái kia to lớn long khẩu, hướng về đinh vũ chính là cắn một cái đi. Để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, tham long cắn địa phương, vậy mà không phải đinh vũ thân trên cũng không phải đùi, mà là nam nhân kia nơi quan trọng nhất. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, tựa như có đồ vật gì, bị cắn đứt. a à, đinh vũ sắc mặt trắng bạch, phát ra lạc giọng kêu thảm. Dưới điên cuồng, hắn trực tiếp tránh thoát, không không, đồng thời hung hăng một cước đá vào tham long trên người, tham long trực tiếp chính là bị đá bay. Hai thú không chung máu tươi cuồng phún, bay ngược mà ra. Giờ phút này, ứng vân gặp vậy, bỗng nhiên xông ra, hắn lao ra đồng thời, trong tay xuất hiện một cọng lông bút, hắn cũng không phải là đối đinh vũ xuất thủ, mà là cái kia bút lông hung hăng một điểm. Thình thịch, bị cổ phong tuế nguyệt ý cảnh định trụ đinh đạt cùng đinh khang, hai người mi tâm, trực tiếp bị xuyên thủng trong đó nguyên thần, cũng là sụp đổ. Các người đều phải chết, đinh vũ phát cuồng tới cực điểm, thần lực điên cuồng hội tụ tại hữu cánh tay, cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành to bằng vại nước. Giết, cũng ở giờ phút này, một tên người khoác bạch cốt chiến giáp người, trực tiếp xông đi ra chính là dung hợp sát trị ý cảnh cổ phong. Cổ phong trong tay, tuế nguyệt kiếm hiện lên, một lần này, trong đó đã rót vào cổ phong toàn bộ tử kim thần lực, hướng về đinh vũ, chính là một kiếm chém tới. Trong nháy mắt, vô biên sát trị ý cảnh khuếch tán ra. Đạo gia ý cảnh, đinh vũ mặc dù tức giận bên trong, nhưng cảm khái đến giờ phút này cổ phong khí tức khủng bố, sắc mặt đột biến. Hắn ngửi được khí tức tử vong, không nói hai lời, quay người liền muốn trốn. Làm, giờ phút này, ứng vân trong tay xuất hiện hai khối miếng sắt, hung hăng vừa gõ. Một lần này, phát ra một đạo trói tai tiếng vang. Tiếng vang kia, để đinh vũ thần hồn truyền đến hơi hơi đau nhói, thân hình của hắn cũng không nhịn được một trận. Phốc, ngay tại lúc đó, cổ phong một kiếm giết tới, trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn, trong đó nguyên thần cũng là trực tiếp sụp đổ. Đinh vũ, chết, hô, cổ phong buông lỏng ra kiếm, ý cảnh chi linh bản thân trong cơ thể rời khỏi, cả người thở hồn hền. Trước đó trong tinh không, Cổ phong về sau một đường vô địch, dù cho đứng trước hàng lâm giả, cũng có thể mượn nhờ tinh không bản nguyên, cường thế một trận chiến. Nhưng chân chính đến thần giới, không có bản nguyên có thể mượn nhờ, cổ phong cảm thấy thần giới tu giả khủng bố. Hôm nay cái này đinh vũ, cổ phong một bắt đầu không có quá mức để ở trong lòng, không nghĩ tới một cái như thế tiểu nhân vật, đều có như vậy chiến lực. Thần đạo cảnh, cho dù là thần linh cảnh, mỗi một trọng tầm đó tu vi chênh lệch cũng là to lớn, ngày bình thường, có thể vượt một giai mà chiến người, đã cực kỳ không tầm thường. Cổ phong đoán chừng thực lực bản thân, bây giờ bình thường thần linh cảnh nhất trọng bên trong, lấy bản thân từ kim thần lực đặc thù, hẳn không có đối thủ, vận dụng rất nhiều linh giai ý cảnh, có thể chiến thắng thần linh cảnh nhị trọng, mà chỉ có dung hợp sát chi linh, mới có thể cùng thần linh cảnh tam trọng một trận chiến, về phần thần linh cảnh tứ trọng cường giả, chỉ có vận dụng bản thân mạnh nhất hai tấm át chủ bài, thần đài triệu hoán trận cùng hỏa chi bản nguyên, đối mặt tứ trọng trở lên tu giả cổ phong hiện tại đoán chừng chỉ có con đường trốn hôm nay dưới sự khinh thường bị đinh vũ trọng thương nếu không phải không không tham long ứng vân kịp thời cho cổ phong kéo dài thời gian thắng bại còn thật là khó khăn liệu cũng nhiều thua thiệt đinh vũ bị kiếm bạch tử hố đoán sai thực lực của mình bằng không đinh vũ không trực tiếp ra tay với mình mà là triệu tập nhân thủ hôm nay bản thân thua không nghi ngờ không không tham long cổ phong mở miệng hai thú nhanh chóng bay tới bọn họ đều là khóe miệng mang huyết hiển nhiên thụ thương đều là không nhẹ tham long người thật là hung ác a à. vật kia ăn ngon không 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 nhìn về phía một bên tham long không khỏi đối với vừa mới cái kia đồng dạng dữ dội cắn nước đinh vũ đinh đinh một màn rung động mở miệng người biết cái gì lúc ấy tên kia cắn dược nhục thân cường hoành địa phương khác lấy tu vi của ta căn bản là không có cách phá mở chỉ có nơi này là yếu ớt nhất ta đương nhiên muốn cắn nơi này người đừng nói cái này thần giới tu giả thứ ở trên thân chính là đại bổ a à ta một hồi này, cảm giác bị thương đều tốt. Tham Long liếm liếm khóe miệng, vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng nói. Không không có chút phạm buồn nôn, cổ phong không khỏi cười khổ, nhưng đối với hai thú đối với mình trung tâm, trong lòng cũng là cảm động không thôi. Giờ phút này cổ phong không khỏi nghĩ tới tử giáp linh trùng, phát hiện con hàng này không biết lúc nào lại rơi vào trạng thái ngủ say, khó trách mới vừa rồi không có lao ra. Đón lấy, cổ phong nhìn về phía ứng vân, người làm không tệ, Ứng Vân vừa mới kịp thời giết chết Đinh Đạt cùng Đinh Khang, để tránh xảy ra bất chắc, về sau lại trợ giúp Cổ Phong, quấy nhiễu Đinh Vũ, bằng không Cổ Phong mặc dù có thể giết chết đối phương, nhưng là khó có thể làm đến nhất kích tất sát, cực kỳ dễ dàng sinh ra biến cố. Cái này cũng là đại nhân thực lực, Ứng Vân trong lòng, đối với người trước mắt thân phận, đã vững tin không thể nghi ngờ. Hôm nay hắn thật sự kiến thức Cổ Phong lợi hại, bất quá vừa mới bước vào thần linh cảnh, liền chém giết thần linh cảnh tam trọng, việc này nếu là truyền ra tất nhiên nhắc lên một trận phong bạo, hơn nữa ứng vân cảm giác, thủ đoạn của đối phương, giống như còn không có hoàn toàn dùng ra. Một bên ứng tiểu tuyền, đối với cổ phong, càng là đã sùng bái đầu dạp xuống đất. Cổ phong không có nhiều lời, đem đinh đạt, đinh khang, đinh vũ ba người túi càn khôn bỏ vào trong túi, ngay sau đó đem ba người thi thể, trực tiếp để không không thiêu hủy. Đón lấy, cổ phong mở ra bốn phía đinh vũ bố trí trận pháp, ngay sau đó thần hồn chi lực dò xét lên, xác định bốn phía, không có những người khác đi theo, xem như nhẹ nhàng thở ra. Nếu như còn có những người khác phát hiện cổ phong suốt từ 72 tội giới, tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội thật tốt, lúc này đều không người đuổi theo, cũng liền giải thích, chỉ có đinh vũ ba người phát hiện. Đại nhân, ứng vân nhìn về phía cổ phong, đi một cái địa phương an toàn, chúng ta lại cặn kẽ ngôn ngữ. Cổ phong đối ứng vân đạo, tốt, đại nhân, vậy chúng ta liền đi khổng tước thành. chương 2908, Đinh Vân Hải chi Nộ ở thần giới có bốn đại thần vực nam thánh thần vực từ nho môn tổ địa nho thần các thống lĩnh nho thần các phía dưới chính là ba cái nhất cấp tông môn họa linh viện thần bút lâu cùng thiên thư sơn nhất cấp tông môn phía dưới còn có nhị cấp tam cấp tứ cấp tông môn giờ phút này tứ cấp tông môn yêu âm tông chỗ sâu vũ nhi đạt nhi khang nhi phi phụ nhất định cho các người báo thù rửa hận đinh vân hải trong tay nắm ba khối tàn phá hồn bài trong mắt mang theo sát ý ngút trời Đinh Vân Hải thân làm yêu âm tông tông chủ, tu vi thần vương cảnh tam trọng, ở Nam Thánh thần vực 321 cái tứ cấp tông môn bên trong, xếp hạng trung hạ du. Nhưng hắn Đinh Vân Hải phụ thân Đinh Thường Sơn, tu vi sớm đã đạt đến thần hoàng cảnh, chính là Nam Thánh thần vực, có chừng 48 cái tam cấp tông môn, thiên cầm tông tông chủ. Còn có, hắn còn có một cái cực kỳ xuất sắc nữ nhi, tuổi gần 9 vạn một tuổi Đinh Ngọc Nhi, đã bước vào thần linh cảnh lục trọng, lại, ý cảnh đã cảm mộ đến linh giai bị nam thánh thần vực 12 cái nhị cấp tông môn một trong Lôi âm môn thu là môn hạ, bây giờ càng là Lôi âm môn Thiên Kiêu số 1, bị chọn làm Lôi âm môn Thánh nữ, tương lai không thể đo lường. Như thế, Đinh Vân Hải mặc dù bất quá là một tứ cấp tông môn tông chủ, nhưng ngày bình thường căn bản không người dám trêu chọc. Đinh Vân Hải có bốn cái hài tử, đại nữ nhi là Đinh Ngọc Nhi, Đinh Ngọc Nhi có ba cái đệ đệ, chính là Đinh Vũ, Đinh Đạt cùng Đinh Khang. Ba cái này nhi tử bên trong, Đinh Vân Hải yêu chuộng Đinh Vũ. Đinh Vũ làm người thông minh, lại tư chất mặc dù không bằng Đinh Ngọc Nhi, nhưng là cực kỳ bất phàm, trong lòng của hắn sớm đã có dự định để cho mình này nhi tử tương lai kế thừa yêu âm tông. Đinh Vũ vây ở thần linh cảnh nhị trọng đỉnh phong hồi lâu, đúng lúc gặp một lần này, thiên lao cốc tội giới mở ra, Đinh Vân Hải liền muốn mượn cơ hội này để Đinh Vũ ba cái huynh đệ đi tìm tạo hóa. Lấy bản thân ra thế thân phận, hơn nữa lại cho Đinh Vũ một mai cự lực nhiên thọ đan, tăng thêm lại cùng không ít người bắt chuyện qua. Đinh Vân Hải tự nhiên không lo lắng Đinh Vũ an toàn, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là con của mình đã xảy ra chuyện. Liền ở nửa khắc đồng hồ trước đó, bản thân ba cái nhi tử hồn bài toàn bộ vỡ vụn. Nếu không phải thiên lao cốc chính là đặc thù địa phương, hắn chỉ sợ sớm đã giết đi qua, hỏi thăm rõ ràng. Giờ phút này, một tên sắc mặt khô vàng lão giả vội vàng tiến vào, lập tức mở miệng, đại nhân, Cha xét xong. Nói, Đinh Vân Hải chịu đựng nội ý. Hoàng lão đi theo Đinh Vân Hải hồi lâu, Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy biết rõ hắn đã là thật sự nổi giật, không chút do dự mở miệng, ba vị thiếu chủ không có tiến vào tội giới lịch luyện. Cái gì? Bọn họ là bên ngoài ra sự tình, điều này sao có thể? Đinh Vân Hải trong mắt mang theo kinh ngạc, tội giới lịch luyện danh ngạch thế nhưng là dùng nhiều tiền mới được, bản thân ba cái nhi tử, làm sao có thể lãng phí cơ hội như vậy? Đại nhân, là như thế này, hôm nay ra một kiện quỷ dị sự tình, cái kia. Ngay sau đó, Hoàng lão đem thăm dò được thiên lao cốc cầm tù thi thể bạo động sự tình kể lại một phen. Đinh Vân Hải sắc mặt khó coi, hoàng lão tiếp tục nói, đại nhân, lúc ấy tình hình quá mức đáng sợ, không ít người ở cái kia thi thể tán phát sát khi phía dưới, cũng là trọng thương, rất nhiều người đều sợ vỡ mật, đến mức cuối cùng đen cốc chủ tuyên bố đi săn sau khi bắt đầu, mặc dù đại bộ phận người đều tiến vào, nhưng là chừng mấy vạn người bởi vì khiếp đảm không có tiến vào. Ngươi là nói, Vũ Nhi sợ, không có khả năng. Đinh Vân Hải lập tức tức giận mở miệng, hắn biết mình nhi tử tâm tính. Không biết nguyên nhân gì, dù sao ba vị thiếu chủ không có tiến vào, như thế thiếu chủ là ở thiên lao cốc đi ra ngoài sự tình, mà cái này hung thủ thực sự khó xác định, có thể là thiên lao cốc bên trong rời đi cái kia mấy vạn người, cũng có khả năng là bên ngoài sớm có người mai phục, chuẩn bị cướp giết ba vị thiếu chủ. Hoàng lão cuối cùng phân tích mở miệng, liên quan tới cổ phong, hoàng lão cùng Đinh Vân Hải, căn bản đều không có tính ở trong đó, bởi vì lão hắc tự mình xác định cổ phong chính là ứng thiên vũ, Tăng thêm hắn vừa mới bước vào thần linh cảnh nhất trọng, cũng không khả năng là đinh vũ ba người đối thủ, lại hắn cũng không lý do đối đinh vũ ba người xuất thủ. Đinh Vân Hải trầm mặc một hồi, mở miệng, có thể như vậy đem Vũ Nhi ba người giết chết, để bọn hắn ngay lập tức truyền âm báo tin cơ hội đều không có, hung thủ thực lực chí ít ở thần linh cảnh tứ trọng. Hoàng lão, người đi phái người đem hôm đó không có tiến vào tội giới, rời đi thiên lao cốc mấy vạn tu giả bên trong tất cả tu vi ở thần linh cảnh tam trọng trở lên tu giả, liệt hạ một phần danh sách. Về sau, người cảnh giữ ở yêu âm tông, ta phải đi ra ngoài một vòng. Đại nhân, ngày đây là, hoàng lão mở miệng, ta đi gặp phụ thân, còn có Ngọc Nhi, loại người bình thường, không dám đối Vũ Nhi động thủ, cái này đối Vũ Nhi hạ sát thủ người, có thể là cùng phụ thân hoặc là Ngọc Nhi thù địch người. Đinh Vân Hải mở miệng, ngay sau đó trong tay ba khối hỏng mất hồn bài chấn động lên, hắn âm thanh lạnh lùng nói, hỏi thăm qua phụ thân và Ngọc Nhi về sau, bổn vương liền đi tìm tìm hung thủ kia, có Vũ Nhi ba người hồn bài làm dẫn, cái kia giết Vũ Nhi ba người, trên người tất nhiên nồng nặc nhân quả oán khí, chỉ cần ở phương viên vạn trượng bên trong, bổn vương liền có thể phát giác, dù cho tìm khắp toàn bộ nam thánh thần vực, bổn vương cũng phải đem cái kia tặc nhân chém giết, không báo thù này, bổn vương tuyệt không trở về tông. Lời nói rơi xuống, Đinh Vân Hải mang lên ba cái nhi tử hồn bài mảnh vỡ, trực tiếp xông ra yêu âm tông đối với những cái này cổ phong nhưng không biết giờ phút này hắn đã thân ở trong khổng tước thành một cái khách sạn trong khách sạn một cái gian phòng bên trong cổ phong ứng vân ứng tiểu tuyền hội tụ ở đây cái này khổng tước thành bên trong mạnh nhất hẳn là thần linh cảnh tu giả a cổ phong nhìn về phía ứng vân hỏi thông qua chu lăng lưu lại điển tịch cổ phong biết được ở thần giới chỉ có hai loại giai cấp tu giả tiên đạo tu giả cùng thần đạo tu giả tiên đạo tu giả liền xem như người bình thường tiền đạo phía dưới phàm nhân đều sinh hoạt ở trong thứ nguyên giới, thậm chí tam thứ nguyên giới bên trong. Mà thần giới tông môn là chủ thể, tiến vào tông môn ngưỡng cửa, chính là tu vi bước vào thần đạo, tiên đạo tu giả, là không có tư cách tiến vào thần giới tông môn bên trong. Bất quá mỗi cái tông môn, cũng đều có thuộc về mình thứ nguyên giới, những cái này thứ nguyên giới bên trong, có thật nhiều thần đạo tu giả, bọn họ tu hành nếu như có thể bước vào thần đạo, liền có thể đi ra thứ nguyên giới, tiến vào tông môn. Ở trong thần vực, Tổ địa phía dưới có nhất cấp, nhị cấp, tam cấp, cùng tứ cấp tông môn. Tứ cấp tông môn tông chủ đều là thần vương cảnh tu giả. Mà tứ cấp tông môn phía dưới chính là rất nhiều thành trì. Cái này thành trì vẹn vẹn nam thánh thần vực thì có mấy vạn cái nhiều, số lượng là tông môn số gấp trăm lần không ngừng. Trong thành trì hơn chín thành cũng là người bình thường, cũng chính là tiên đạo tu giả. Mà trưởng khống những thành trì này thì là một chút tu hành thế gia, muốn tạo thành một cái tu hành thế gia ít nhất phải có một tên thần linh cảnh tam trọng tu giả tỏa chấn, mà có được thần linh cảnh cửu trọng thế gia, đứng ở thế gia đỉnh phong. Ứng vân mở miệng, không sai đại nhân, không tước thành ở Nam Thánh thần vực 3 vạn 6.287 cái thành trì, xếp hạng thuộc về hạ lưu, có tu hành thế gia 9 cái, trong đó triệu gia mạnh nhất, triệu gia lão tổ triệu đằng long, tu vi thần linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. chương 2909, tổ địa tông môn thế gia. Thấp như vậy, cổ phong không khỏi kinh ngạc, lớn như vậy một thành trì tối thiểu cũng có trăm vạn nhân khẩu tu vi cao nhất cũng chỉ là một cái thần linh cảnh tứ trọng tu giả đại nhân có chỗ không biết phàm là tu vi cao một chút mà còn có hy vọng tăng lên đều gia nhập tông môn tu hành những cái này thế ra bên trong thần linh cảnh tu giả đại đa số là tư chất ngu dốt lại tuổi tác đã lớn không có cái gì tương lai tu giả ứng vân cười khổ mở miệng ngay sau đó tự diễu nói lão hủ cũng là người như vậy cổ phong nghe xong cũng là hợp lý Thần đạo so với tiên đạo, càng thêm dài rằng dặc bước vào thần đạo, thọ nguyên liền có 100 vạn năm, tăng lên một cái đại cảnh giới, thọ nguyên trực tiếp tăng gấp đôi, như thế nếu không phải đời này không có hy vọng tăng lên, ai sẽ nguyện ý vùi ở một thành trì nhỏ, cùng tiên đạo tu giả làm bạn. Được, bây giờ có thể nói, ngươi là làm sao nhận ra ta. Cổ phong nhìn về phía ứng vân mở miệng, đối với ứng vân, cổ phong tự nhiên là có chút cảm kích, trước đó thiên lao cốc tình huống, nếu không phải ứng vân, cổ phong thoát thân rất khó, lại về sau đối đinh vũ chiến đấu bên trong ứng vân cũng có không tầm thường can đảm càng thêm để cổ phong lau mắt mà nhìn hơn nữa cổ phong trên người cùng ứng vân nhân quả tương liên cổ phong minh bạch đối phương tuyệt đối là người một nhà đại nhân không phải lão hủ nhận ra ngài là vật này vừa nói ứng vân lấy ra một khối ngọc bội đây là chúng ta ứng ra bảo vật gia truyền ứng tiểu tuyền ở một bên mở miệng ta xem một chút bành cổ phong tiếp nhận ngọc bội lập tức ngọc bội kia đúng là trực tiếp chính là vỡ nát vỡ nát về sau, trong đó một đạo kim sắc quang mang, bay thẳng vào, chui vào cổ phong trong thức hải. Đạo này kim sắc quang mang, trực tiếp sáp nhập vào cổ phong lăng phân chia thần bên trong. Ông, cổ phong quanh thân khí thế đột nhiên chấn động, lúc đầu cổ phong là vừa vặn bước vào thần linh cảnh nhất trọng, một lần này, khí thế đúng là trực tiếp một mực củng cố ở thần linh cảnh nhất trọng. Lại, lăng chi ý cảnh, đúng là trực tiếp đột phá đến linh giai đại thành. Đây là một đạo lăng chi lực, là ta, kiếp trước lưu lại, Mấy hơi về sau, cổ phong mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lấp lóe. Như thế, liền rất tốt phân tích, bản thân kiếp trước cùng cái này ứng ra tiên tổ có cho nên, như thế cho ứng ra một khối ngọc bội, mà trước đó ở thiên lao cốc ứng vân trên người ngọc bội, bởi vì mình xuất hiện, có cảm ứng, ứng vân liền xác định thân phận của mình. Tiểu nhân ứng vân, bái kiến đế soái đại nhân, ứng vân trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía cổ phong chính là dập đầu. Cái kia ứng tiểu tuyền cũng là trực tiếp quỳ xuống, tiên tổ lưu lại ngữ, ứng vân sẽ không quên, nhìn thấy cổ phong đem bên trong ngọc bội cái kia kim sắc lực lượng cũng hấp thu a. À, ứng vân triệt để xác định cổ phong thân phận, đứng lên mà nói a. À, đem người biết, nói hết ra. cổ phong mở miệng, ứng vân cùng ứng tiểu tuyền đứng dậy, ngay sau đó ứng vân kể lại lên. căn cứ ứng vân nói tới, ứng thiên vũ năm đó nhận qua cổ phong ân huệ, lại chiếm được cổ phong một khối ngọc bội, lại cáo chi hậu nhân, ngọc bội này chỉ có cổ phong lúc xuất hiện mới có dị biến, về sau ứng thiên vũ phạm phải sai lầm lớn bị người giáng chức vào tội giới. Trên thực tế, ở một lần này trước đó, ứng vân đã tới rất nhiều lần, đều không có thông qua lệnh bài liên hệ 71 tội giới bên trong gặp ứng thiên vũ, ứng thiên vũ trên cơ bản giữ nhiều lành ít. Ngày hôm nay, là ứng thiên vũ phóng thích ngày, theo lý mà nói đã đến giờ, ứng thiên vũ hẳn là đi ra, hắn không có đi ra khỏi, hiển nhiên ứng thiên vũ là thật không có sống qua tới chết tại tội giới bên trong, lúc này cổ phong đi ra, ngọc bội chấn động, liền có chuyện sau đó. Nói đi, các người ứng ra làm sao sẽ nghèo túng đến trình độ như vậy? Cổ phong ngay sau đó hỏi, cổ phong là một cái có ân tất báo người, đối với ứng ra hiện trạng cổ phong cũng đoán được rất nhiều. Lúc đầu năm đó tiên tổ bị giáng chức vào tội giới về sau, ta ứng ra mặc dù không còn là tứ cấp tông môn, nhưng tốt xấu còn có mấy vị thần linh cảnh cường giả, cũng là một cái không tầm thường thế ra, nhưng về sau. Ngay sau đó, ứng vân kể lại lên, căn cứ ứng vân kể lại, năm đó ứng ra nghèo túng về sau, ở trong khổng tước thành, cũng tính thực lực mạnh nhất gia tộc, nhưng mấy cái khác thế gia thăm dò ứng ra tiên tổ lưu lại tài nguyên tài phú, liền liên thủ, không ngừng trong bóng tối đối ứng ra ra tay, như thế vài chục vạn năm xuống tới, ứng ra triệt để tiêu tán, thần linh cảnh cường giả chỉ có ứng vân một người sống tiếp được, mà trừ bỏ ứng vân bên ngoài, ứng ra chỉ còn lại có ứng tiểu tuyền một tên tiểu bối. Thật sự bi thảm cực kỳ, căn cứ ứng vân nói tới, năm đó ứng thiên vũ đích xác là bởi vì chính mình tu hành bi trị ý cảnh tổ hỏa nhập ma, liền lụy vô tội, bị giáng chức. Như thế, hắn cũng không có cái gì có thể oan. Bi kịch là ứng ra, bởi vì lúc trước vô hạn điên cuồng, một lần đã mất đi lão tổ, từ tông môn biến thành thế giới, bị người thăm dò, cuối cùng chịu khổ diệt môn. Trong bóng tối đối ứng ra xuất thủ thế gia đều có cái nào? Cổ phong hỏi, ứng vân cắn răng mở miệng, ta ứng ra nguyên bản là ở khổng tước thành quật khởi, hiện tại cái này khổng tước thành chín cái tu hành thế gia, năm đó đều trong bóng tối đối ứng ra xuất thủ. Ta đã biết, tiếp xuống cho người ba ngày, đem khổng tước thành cửu đại thế ra bên trong toàn bộ thần linh cảnh thu giả tin tức đều điều tra rõ ràng cổ phong nhìn về phía ứng vân nói đại nhân ngài ứng vân ánh mắt biến hóa những người khác ngươi không cần phải để ý đến dựa theo làm a à. cổ phong đạm ngữ đa tạ đại nhân ứng vân lập tức gật đầu đa tạ tiền bối ứng tiểu tuyền lập tức cũng là mở miệng cổ phong ngay sau đó bàn tay đặt tại một bên ứng tiểu tuyền trên trán một đạo thần lực đánh vào trong đó chảy dạo qua một vòng thu tay lại đạm ngữ, người sau này tu hành tốc độ sẽ mau hơn không ít. Ứng vân nghe thấy, càng là kích động vạn phần, lôi kéo ứng tiểu tuyền liền hướng về cổ phong khấu tạ. Đi thôi, không có điều tra rõ ràng trước đó, không cần tới quấy giày ta. Cổ phong mở miệng, ngay sau đó hai người rời đi. Hai người rời đi, cổ phong đem trong phòng bố trí một cái ngăn cách trận pháp. Ngay sau đó, lấy ra một khối ngọc phù. Ngọc phù này, chính là chu lăng cấp cho. Cổ phong thử nghiệm thôi động ngọc phù, nhưng mà hắn lại là không có nửa điểm phản ứng ngay sau đó cổ phong sắc mặt trầm xuống hắn hiểu được chu lăng đã xảy ra chuyện nếu không phải không có xảy ra việc gì bản thân tất nhiên có thể trước tiên liên lạc với đối phương nam thánh thần vực nho môn vị trí mụ ngụ ngay ở chỗ này còn có bách dỗ tướng bằng vào ta thực lực bây giờ tất cả không thể nóng vội trước chậm rãi dò xét mẫu thân cùng bách dỗ tướng tin tức đồng thời tăng thực lực lên cổ phong trong lòng phân tích không khỏi tự nói ngay sau đó trong mắt mang theo chấp nhất ý tứ, nhu tình, ta sẽ cố gắng tu hành. Đang ở cổ phong suy tư thời điểm, một thanh âm từ song ngư ngọc bên trong truyền ra. Ba ba, ta thật là khó chịu, nghe được thanh âm này, cổ phong ánh mắt biến đổi, trực tiếp đem cổ tiểu tuyền từ song ngư ngọc bên trong xuất ra. Chỉ thấy, cổ tiểu tuyền sắc mặt trắng bệch, cực kỳ khó coi. Tiểu tuyền, cổ phong trong lòng căng thẳng, lập tức cho cổ tiểu tuyền quán thâu thần lực. Một hồi lâu, cổ tiểu tuyền mới tỉnh lại, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, tiếp lấy chỉ thấy nguyên một đám điểm sáng, đúng là từ bầu trời bên trong, tự hành bay tới, chui vào cổ tiểu tuyền thể nội. Đây là thần giới huyền khí, lão ngư thanh âm mệt mỏi ở cổ phong trong lòng vang lên. Chủ nhân, tiểu chủ nhân lại nhiều ở song ngư ngọc bên trong đợi một hồi, song ngư ngọc liền muốn hỏng mất. Cổ phong dò xét một phen song ngư ngọc, phát hiện trong đó xuất hiện rất nhiều khe hở. Ba ba, không muốn, không cần đem tiểu tuyền giam, cổ tiểu tuyền mơ mơ màng màng mở miệng cổ phong trong lòng tê dần vuốt ve cổ tiểu tuyền cái chán mang theo áy náy mở miệng tiểu tuyền ba ba lại cũng không đem ngươi giam sẽ không bao giờ lại hi hi ba ba tốt nhất rồi cổ tiểu tuyền trên mặt khôi phục không ít huyết sắc vừa cười vừa nói cổ phong mỉm cười vung tay lên lấy ra ba cái túi càn khôn chương 2910, tiểu tuyền thiên phú ba cái này túi càn khôn tự nhiên là từ đinh vũ ba người trong tay lấy được Mở ra túi càn khôn, rất nhiều vật phẩm tản mát mà ra. Đinh vũ ba người thân ra coi như không tệ, mặc dù thần bảo chỉ có hai căn ống sáo, nhưng thần thạch cộng lại có hơn 5 vạn, một chút linh dai hạ phẩm phụ trợ tu hành đan dược cũng không ít trừ cái đó ra, còn có gần 100 gốc linh thảo. À, cổ phong ở nơi này rất nhiều vật phẩm bên trong, tìm kiếm đến một cái đan bình. Cái này đan bình phía trên, còn dán một trang giấy, trên đó viết ba chữ Hồi Nguyên Đan. Mở ra cái này đan bình trong đó chỉ có một mai đan dược. Đan dược này vừa ra, chính là bạo phát ra một cỗ nồng đậm cực kỳ mùi thuốc. Đây là một mai linh dai trung phẩm đan dược, lấy cổ phong đối với đan đạo phân tích, viên thuốc này hẳn là một loại cứu mạng loại đan dược, viên thuốc này hẳn là có thể trợ giúp thần linh cảnh tứ trọng trở xuống tu giả, khôi phục nhanh chóng thương thế, giờ phút này cổ phong thầm nói lúc ấy còn tốt bản thân ra tay rất nhanh, bằng không ninh vũ nuốt vào viên thuốc này, khôi phục đỉnh phong, còn muốn đem hắn giết chết liền không dễ dàng. Trừ cái đó ra, cổ phong còn tìm được một cái hộp gỗ. Mở ra cái này hộp gỗ, phát hiện trong đó có một tấm thần phù. Chuẩn xác mà nói, có hé mở thần phù. Mà cái này thần phù, mặc dù chỉ có hé mở, nhưng khí tức lại là cực kỳ bất phàm. Đây là linh giai thượng phẩm thần phù. Cổ phong ánh mắt sáng lên, linh giai thượng phẩm thần phù, nhưng là có thể chống cự thần linh cảnh lục trọng tu giả bảo vật. Dù cho thần phù này chỉ còn lại có hé mở, thần linh cảnh ngũ trọng phía dưới tu giả, dùng cái này phù, hẳn là cũng có thể diệt sát. Bất quá hiển nhiên, loại này thần phù, muốn thôi động sẽ rút ra số lớn thần lực, hơn nữa như vậy trọng bảo, chưa tới sống chết trước mắt, tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Lúc ấy Đinh Vũ đánh giá thấp Cổ Phong, cuối cùng muốn dùng thần phù thời điểm, đã không kịp. Trận chiến này, mình còn có chút may mắn. Cổ Phong nắm đan bình cùng hộp gỗ, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Có thể nói, một trận chiến này, nếu là Đinh Vũ rất sớm dùng hồi nguyên đan, lại vừa lên đến liền vận dụng thần phù dù cho không thể chiến thắng bản thân, thoát đi cũng là cực kỳ dễ dàng. Nghĩ đến, cổ phong chuẩn bị đem rất nhiều vật phẩm thu hồi, nhiều cái này hồi nguyên đan cùng thần phù, cổ phong át chủ bài lại nhiều một chút. Đón lấy, cổ phong ánh mắt, đặt ở hai căn ống sáo phía trên. Mặc dù đinh vũ cái kia linh dai thượng phẩm cổ cầm bị cổ phong hủy đi, nhưng hai căn này ống sáo dù sao cũng là linh dai hạ phẩm thần bảo, đối tượng thần linh cảnh nhất trọng, nhị trọng tu giả, vẫn có không tầm thường uy năng bởi vì đinh đạt cùng đinh khang sớm đã bỏ mình ống sáo phía trên đã không có thần niệm lưu lại cổ phong trực tiếp đem hai kiện bảo vật tế luyện cũng ở giờ phút này cổ tiểu tuyền thanh âm truyền đến ba ba ta thật là khó chịu cổ phong xoay người nhìn lại lúc đầu đã sắc mặt khôi phục cổ tiểu tuyền giờ phút này nằm sấp trên bàn sắc mặt trắng bệch đây là cổ phong cảm thấy cổ tiểu tuyền tu vi đúng là tự động kéo lên nhưng cùng lúc nàng thọ nguyên đang tự động thiêu đốt trong lúc nhất thời cổ phong không khỏi nghĩ tới lão ni cô lời nói cổ tiểu tuyền là thiên thế phật đồng thể chất đặc thù cần đại lượng thiên tài địa bảo cùng đan dược giờ phút này cổ phong rốt cuộc hiểu rõ lão ni cô ý tứ bởi vì chính mình nữ nhi này thể chất quá đặc thù nàng căn bản không cần tu hành tự thân tu vi chính là tự chủ vận chuyển tự động tăng trưởng mà hấp thu trong thiên địa huyền khí đối với cổ tiểu tuyền mà nói hiển nhiên còn thiếu rất nhiều như thế thân thể của nàng sẽ tự chủ không ngừng đốt nốt tuổi thọ của mình đến chuyển hóa làm tu vi như thế chỉ có không ngừng bổ sung thiên tài địa bảo bù đắp thọ nguyên mới có thể còn sống nói cách khác cổ tiểu tuyền loại thể chất này nếu như phóng tới một cái đại thế lực có đầy đủ thiên tài địa bảo trèo chống nàng nàng tất nhiên thành tựu cường giả tuyệt đỉnh nhưng cùng lúc nếu như không có đầy đủ tài nguyên nội tình trèo chống bản thân nữ nhi này tất nhiên thọ nguyên đốt hết mà chết ba ba ta thật đói cổ tiểu tuyền sắc mặt trắng bạch bộ dáng này là đói bụng không có đầy đủ thiên tài địa bảo thôn phệ bổ sung thọ nguyên chỉ có thể thiêu đốt thọ nguyên, loại kia đói khát là đến từ sâu trong linh hồn. Cổ Tiểu Tuyền bước vào tiên đạo, thọ nguyên 10 vạn năm, mà cứ như vậy một hồi, nàng vậy mà đã thiêu đốt trọn vẹn 100 năm thọ nguyên. "Tiểu Tuyền, ba ba ở." Cổ Phong sắc mặt sốt ruột, không nói hai lời, trực tiếp lấy bản thân tu vi lực lượng quán thâu. Nhưng mà, không dùng bản thân tu vi lực lượng, chỉ có thể vì Cổ Tiểu Tuyền chữa thương, lại không cách nào vì nàng bù đắp mất đi thọ nguyên. Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia đan bình phía trên. Lập tức mở ra đan bình, đem đan dược xuất ra nhét vào cổ tiểu tuyền trong miệng. Nhưng mà cổ tiểu tuyền trực tiếp ói ra, Cổ Phong đem đan dược thu hồi, ánh mắt biến hóa, hắn hiểu được, đan dược này cũng không phải gì đó đều hữu dụng, viên thuốc này là chữa thương loại đan dược, không phải bù đắp thọ nguyên đan dược. Linh thảo, là linh thảo, Cổ Phong không nói hai lời, đem mới vừa từ đinh Vũ ba người trong túi càn khôn lấy được rất nhiều linh thảo xuất ra xuất ra một căn nhân sâm, trực tiếp nhét vào cổ tiểu tuyền trong miệng. "Ân, ăn ngon, ăn ngon." Cổ tiểu tuyền một bên gặm nhân sâm, một bên lẩm bẩm. Trên mặt nàng khí sắc tốt hơn nhiều. "Tiểu tuyền, nơi này có rất nhiều, người muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu." Cổ Phong khắp khuôn mặt là vẻ đau lòng, mở miệng. Cổ tiểu tuyền không nói hai lời, lại cầm lên một cái người trưởng thành lớn chừng bàn tay linh chi, gặm cắn. Cũng liền không đến nửa khắc đồng hồ công phu, cái này gần 100 gốc linh thảo lại bị cổ tiểu tuyền, toàn bộ ăn sạch. Thật no à, cổ tiểu tuyền vỗ vỗ hơi hơi toàn tâm toàn ý bụng nhỏ, vừa cười vừa nói. Ăn sạch những linh thảo này, cổ tiểu tuyền sắc mặt, rốt cục khôi phục bình thường, lần nữa trở nên hoạt bát bộ dáng khả ái. Đồng thời, cổ phong cảm giác được, bản thân nữ nhi tổn thất thọ nguyên, cũng là khôi phục hơn phân nửa. Cái này, cổ phong ánh mắt dần dần biến hóa. Cái này thần giới linh thảo có thể xa so với tinh không giới dược lực cường đại hơn rất nhiều. Mà cái này gần 100 gốc linh thảo, ít nhất niên đại cũng là mấy ngàn năm, nhiều nhất đều vài vạn năm niên đại, những linh thảo này, đoán chừng đủ một cái thần linh cảnh nhất trọng tu giả, tu hành cái 10 năm 8 năm, nhưng mà cái này vậy mà mới khó khăn lắm để Cổ Tiểu Tuyền ăn no rồi một lần. Bản thân nữ nhi này, cũng quá có thể ăn rồi a. À. Cổ Phong giờ phút này, hiểu thêm vì sao lão ni cô như vậy vì Cổ Tiểu Tuyền lo lắng. Đích xác, bất kỳ một cái nào mới vừa tiến vào thần giới tu giả muốn làm đến như vậy nhiều thiên tài địa bảo, để cổ tiểu tuyền ăn no, chỉ sợ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Trong lúc nhất thời, tất cả những người khác sự tình, đều bị cổ phong tạm thời thả ở phía sau. Tìm kiếm thật nhiều thiên tài địa bảo, bây giờ mới là trọng yếu nhất. Ba ba, tiểu tuyền có phải hay không ăn nhiều lắm? Giờ phút này, cổ tiểu tuyền nhìn xem cổ phong, một đôi mắt to nếu là có thể chảy ra nước, trong đó còn mang theo vài phần áy náy, hai căn cầm trong tay không ngừng lẫn nhau đâm, lại là nói ra kỳ thật, tiểu tuyển có thể ăn ít một chút. Tiểu nha đầu, yên tâm, ba ba sẽ không để cho người bị đói. Cổ phong vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, tức là sưởi ấm, lại là đau lòng. chương 2911, Long Viên Đạo tặc Vừa mới ra đời, liền đã mất đi mẫu thân, thống khổ này, cổ phong năm đó lại làm sao không có lãnh hội qua. Trên thực tế, cổ phong minh bạch, lúc trước để tiểu nha đầu cùng lão Nico đi, là biện pháp tốt nhất nhưng tiểu nha đầu không thể rời bỏ bản thân, mình cũng ích kỷ muốn cho nàng lưu tại bên cạnh mình. Mà bây giờ, liền để bản thân nữ nhi ăn no, đều làm không được, bản thân làm sao xứng đáng nhu tình. Hơn nữa, dựa theo lão ni cô lời tới nói, bản thân nữ nhi bây giờ thực lực còn cạn, nếu như lại mạnh hơn một chút, tự thân tinh khiết chi khí liền muốn phát ra, bản thân nữ nhi một miếng thịt, một giọt máu, một sợi hồn phách, cũng là vô thượng trí bảo, tất nhiên bị vô số yêu ma quỷ quái thăm dò, không cách nào làm cho bản thân nữ nhi khỏe mạnh sống sót, lại nói thế nào bảo hộ nữ nhi, không cho nàng gặp nguy hiểm. Ta muốn linh thảo, ít nhất cũng phải 10 vạn năm niên đại trở lên. Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất quang mang, nàng minh bạch, theo nữ nhi không ngừng trưởng thành, đối với linh thảo nhu cầu càng ngày sẽ càng lớn, thông thường linh thảo, sau này công dụng càng ngày sẽ càng nhỏ. Chủ nhân, ta có biện pháp. Giờ khắc này, tham lòng từ cổ phong trong túi càn khôn bay ra, cười đối cổ phong nói ra. A à, người có biện pháp cổ phong ánh mắt sáng lên tham long vẻ mặt tự tin mở miệng chủ nhân ngươi là không biết chúng ta long tộc kỹ năng thiên phú a à, chúng ta long tộc am hiểu nhất chính là thu thập đủ loại bảo vật mà là tiểu long ta càng là trong đó kẻ thu thập oa wow, đại thần lằn chơi thật vui ha ha giờ phút này cổ tiểu tuyền không biết lúc nào nhảy đến tham long trên lưng cưỡi tham long nở nụ cười ấy u tiểu chủ nhân ta là long ta là chân long đừng đừng xé ta lân phiến Lân phiến a. Cổ Tiểu Tuyền bắt đầu xé lân phiến, Tham Long đau đến nhe răng trợn mắt. "Tiểu Tuyền, nhớ kỹ, phải đối đãi tử tế tòa kỳ của ngươi, sau này chỉ cho phép ngươi hảo hảo cưới, không cho phép ngươi thương hại Tham Long, hiểu không?" Cổ Phong nhìn về phía Cổ Tiểu Tuyền, ra vẻ nghiêm túc mở miệng. "Đã biết, ba ba." Cổ Tiểu Tuyền hiền lành gật đầu, ngay sau đó sờ lên Tham Long đầu, mở miệng "Tiểu Long Long, ta sẽ đối tốt với ngươi." Tham Long giờ phút này một trận choáng váng bản thân làm sao lại thành tiểu nha đầu này tỏa kỵ. Bất quá suy nghĩ một chút, tiểu nha đầu này cũng là tuyệt đối bất phàm, bản thân để cho nàng cưới, cũng không thế nào ủy khuất. Nói đi, người có biện pháp nào? Cổ phong nhìn về phía tham long hỏi, chủ nhân, tiểu long ta đối với thiên tài địa bảo cảm giác là cực kỳ bén nhạy, như vậy cùng ngài nói đi, toàn bộ khổng thức thành, hiện ở chỗ nào có thiên tài địa bảo, ta đều có thể cảm giác được, thậm chí những cái kia giấu ở cái gì mật thất trong trận pháp bảo vật, ta cũng có thể cảm giác được. Tham Long tự tin mở miệng, thực, cổ phong ánh mắt sáng lên, ngay sau đó không khỏi vang lên, năm đó ở tinh không giới, Tham Long chính là mình tìm được thủy bình tiên tọa di chỉ, như thế, Tham Long thành công vượt qua thiên kiếp, đi theo bản thân tiến vào thần giới, đối với mình mà nói, quả nhiên là kiếm lợi lớn. Cái này tự nhiên là thật, Tham Long dùng móng vuốt vỗ ngực một cái, mở miệng nói ra. Bên trong cái khổng tước thành này, 10 vạn năm niên đại linh thảo, có bao nhiêu, phải chăng nhiều năm phần cao hơn một chút. Cổ phong lập tức hỏi, bản thân nữ nhi bây giờ là ăn bữa này không có bữa sau, mình cũng phải nhanh chóng hành động mới được. Chủ nhân, ngài chờ một lát, tham long mở miệng, ngay sau đó nằm trên đất, tiếp lấy nhắm hai mắt lại, cái mũi, dùng sức hít hà. Qua đại khái mười mấy tức thời gian, tham long đứng lên, nói ra, mười vạn năm trở lên niên đại linh thảo, tổng cộng có 927 gốc, hơn nữa chủ nhân, tiểu long còn phát hiện một cái dưới đất mật thất, cái kia mật thất trận pháp, có nồng nặc thảo dược chi khí, Khoảng cách quá xa Tiểu Long không có dò xét rõ ràng, nhưng Tiểu Long có thể khẳng định, cái kia thảo dược tuyệt đối là 70-80 vạn năm trở lên, lại khoảng cách thành thục đã không xa. Tốt, Cổ Phong trên mặt trong nháy mắt tràn đầy vui mừng. Lấy cổ phong đoán chừng, bản thân nữ nhi ăn một gốc 10 vạn năm niên đại linh thảo, hẳn là có thể đủ chống đối mấy ngày đói bụng. Không nói hai lời, Cổ Phong đứng dậy, nhìn về phía Tham Long, "Tham Long, dẫn đường." "Chủ nhân, ngài chờ một chút." Tham Long mở miệng, "Làm sao?" Cổ phong nghi hoặc, chủ nhân, chút chuyện nhỏ này, chỗ nào dùng lão nhân ra ngài xuất thủ, việc này giao cho tiểu long là có thể. Tham long vỗ vỗ bộ ngực của mình mở miệng, giao cho ngươi, cổ phong kinh ngạc, lập tức nói, tham long, ngươi tu vi vừa mới thần linh cảnh nhất trọng, những cái kia mười vạn năm niên đại thảo dược, hẳn là đều đang mấy đại thế gia trong tay, ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ, không cách nào từ trong tay bọn họ cướp đoạt. Đoạt, không không không, chủ nhân ngài hiểu lầm, tiểu long thế nhưng là cực kỳ sợ chết làm sao sẽ dùng đoạt tham long lập tức nói ra không phải đoạt cổ phong trong nháy mắt hiểu ý truyền văn long tộc giỏi về trộm lấy thường xuyên có thể trộm lấy một chút đại năng động phủ bên trong bảo vật thậm chí còn có thể tìm tới một chút mộ phủ trộm lấy rất nhiều bảo vật bây giờ xem xét đúng là như thế cho nên chủ nhân ngài yên tâm đi hơn nữa tiểu long chuẩn bị trước từ vạn năm đến mấy vạn năm niên đại thảo dược bắt đầu tới tay dạng này không dễ dàng để cho người ta phát giác chuẩn bị nhiều hơn một chút cũng tương đương với 10 vạn năm niên đại thảo dược, đợi triệt để dò xét ra tình huống, Tiểu Long liền sẽ đối những cái kia 10 vạn năm niên đại thảo dược xuất thủ, còn có cuối cùng cái kia mật thất trận pháp tuyệt thế thần thảo, Tiểu Long cũng tất nhiên cho chủ nhân làm ra. Tham Long tự tin mở miệng, nó đi theo cổ phong thời gian không dài, năm đó ban đầu vẫn là bị bách đi theo cổ phong. Nhưng về sau thời kỳ, nó đã hoàn toàn bị cổ phong tin phục, nó minh bạch đi theo cổ phong, ngày sau tất nhiên hướng đi đỉnh phong. Mà so với không không, nó ở cổ phong địa vị này quá thấp, hôm nay bắt lấy cái này biểu hiện cơ hội của chính mình, tham long đương nhiên sẽ không buông tha. Tham long, tạ ơn, cổ phong nhìn về phía tham long, sờ lên hắn đầu, mở miệng. Cái này là chân tình thật ý, bây giờ đối với cổ phong mà nói, lớn nhất sự tình, chính là tiểu tuyền, có thể cho tiểu tuyền ăn no, khỏe mạnh trưởng thành, tham long đích xác giúp cổ phong quá lớn bận biểu. Chủ nhân, ngài yên tâm, có ta tham long ở, sau này tuyệt đối sẽ không để tiểu chủ nhân đói bụng một ngày. Tiểu Long đi vậy, Tham Long trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng, liền muốn rời đi. Ta cũng đi. Cổ Tiểu Tuyền mở miệng. Tiểu Tuyền không cho phép hồ nháo. Cổ Phong mở miệng, đem cổ Tiểu Tuyền từ Tham Long trên lưng kéo xuống. Chủ nhân, ta cũng đi. Giờ phút này đã trở thành Kim Mao hầu tử không không bay ra đối cổ Phong nói ra. Đối với cổ Tiểu Tuyền, chỉ sợ tự nhiên cũng là lo lắng. Cái này, chủ nhân, ta một người là đủ rồi, không cần người giúp đỡ tham long sợ không không đoạt công lao của mình. Cổ phong nơi nào sẽ nhìn không ra, cười nói, ngươi yên tâm, việc này công lao chín thành đều là ngươi, không không thực lực so ngươi mạnh hơn một chút. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, các ngươi hợp tác, lại càng dễ thoát thân, ta cũng yên tâm một chút. Tham long nghe lời này một cái, liền không có lại nói cái gì. Không không liền muốn đẩy cửa ra, tham long lại là một cái ngăn lại, không lão đại, người một thân này tóc vàng, sợ không đủ đáng chú ý sao. Vậy chúng ta từ nơi nào đi? một tiếng này không lão đại gọi không không hết sức cao hứng nó mở miệng xem ta tham long mở miệng ngay sau đó bốn cái móng vuốt trực tiếp trên mặt đất đào lên bất quá mấy hơi thở chính là đào ra một cái dưới đất thông đạo không không hiểu ý không nói hai lời đi theo tham long tiến vào trong địa đạo nhìn xem tham long thuần thục như vậy bộ dáng cổ phong cũng lại yên tâm mấy phần tiếp đó phải toàn lực tu hành đồng thời ta hẳn là nghiên cứu đan đạo cổ phong trong lòng thầm nghĩ nếu như mình có thể đem thần giới đan đạo nghiên cứu thấu triệt, luyện chế ra phẩm chất cao dày đặc thọ nguyên loại đan dược, cũng không cần là linh thảo phát sầu. chương 2912, Bi kịch ngô trưởng lão. Thảo dược, đối với tu giả mà nói, là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Thần giới thảo dược, dược tính quá mạnh, cực kỳ khó có thể trưởng khống, cho nên, thần giới bên trong, luyện đan sư là cực kỳ thưa thớt. Bất quá, ở thần giới, có đủ loại thảo dược phối hợp dùng phương thuốc, như thế tất cả mọi người là trực tiếp phối hợp thảo dược nuốt, trợ giúp tu luyện. Như thế, thảo dược cửa hàng, ở thần giới, có thể nói trải rộng các nơi. Khổng tước thành bên trong, có thảo dược cửa hàng, 123 nhà. 123 nhà thảo dược cửa hàng, toàn bộ đều từ cửu đại thế gia khống chế. Cái này thảo dược cửa hàng, cũng chia hai cấp bậc. Vạn năm tiệm thuốc cùng 10 vạn năm tiệm thuốc, vạn năm dược phô bên trong thảo dược, từ mấy trăm năm niên đại, đến mấy ngàn năm, đến mấy vạn năm, đều có. Những cái này thảo dược, đại bộ phận là cung ninh cho tiên đạo tu giả. Mà 10 vạn năm dược phô bên trong thảo dược, mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một loại thảo dược cũng là 10 vạn năm phía trên. Những cái này thảo dược, cực kỳ hy hữu, những cái này thảo dược một dạng chỉ cung ứng cho đạt tới tiên đạo đỉnh phong tu giả, cùng nội thành số lượng không nhiều mấy chục cái thần linh cảnh tu giả. Không tước thành một cái hẻm nhỏ chỗ sâu, đại địa bị lật ra, trong đó chui ra hai đạo bóng người chính là không không cùng tham long. Đi, lần này nhất định phải cho tiểu chủ nhân làm nhiều chút thảo dược. Không không lập tức mở miệng, nó đợi cổ phong như thân nhân, đối với cổ tiểu tuyền tự nhiên cũng là như thế. Chờ chút, không lão đại, chúng ta không thể như vậy liền đi. Tham long mở miệng, nhìn xem không không nghi ngờ bộ dáng, tiếp tục nói, chúng ta không thể bại lộ thân phận, liên lụy chủ nhân, bên trong cái khổng tước thành này thần linh cảnh tu giả, nói ít cũng có mấy chục cái. Không không nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía tham long vậy làm sao bây giờ xem ta tham long mở miệng ngay sau đó trực tiếp lấy ra một kiện cực kỳ hắc bào thùng thình ngay sau đó tham long đứng dậy đem áo bảo đen mặc trên người đem trên người mình bưng bít cái nghiêm nghiêm thật thật tăng thêm tham long là hai cái móng sau đứng yên trạng thái người bình thường nếu là nhìn thấy chỉ có thể cho rằng tham long là một cái đại hán vạm vỡ không lão đại người không cần biến hóa lớn như vậy người cũng tiến vào cái này trong áo choàng đứng ở ta đầu vai Tham Long đối không không nói ra, không không gật đầu, hắn giờ phút này là kim sắc khỉ nhỏ bộ dáng, bất quá lớn chừng bàn tay, ngay sau đó trực tiếp chui vào áo choàng đen bên trong. Không nói hai lời, Tham Long chính là cùng không không mượn bóng đêm, hướng về thảo dược cửa hàng đi. Tham Long là kẻ già đời, cực kỳ có kinh nghiệm, hắn không có lựa chọn 10 vạn năm tiệm thuốc, mà là lựa chọn vạn năm tiệm thuốc. Tiềm nhập một nhà vạn năm tiệm thuốc, cái này vạn năm tiệm thuốc, căn bản không có thần cảnh tu giả chấn giữ, chỉ có mấy cái tiên đạo thất bát giai tu giả. Tham Long thế nhưng là thần cảnh cường giả, sau khi tiến vào, không dùng không không xuất thủ, tiện tay liền sẽ mấy người kia cho đánh cho bất tỉnh. Đem tất cả mọi người đánh cho bất tỉnh về sau, Tham Long cực kỳ thuần thục, bố trí một cái đơn giản ngăn cách trận pháp, đem thảo dược cửa hàng cùng ngăn cách ngoại giới. Nhiều như vậy thảo dược, không không từ bên trong hắc bào chui ra, nhìn trước mắt, tám cái đại dược ngăn tủ. Chúng ta chỉ tìm vạn năm niên đại trở lên, Tham Long mở miệng, không không gật đầu ngay sau đó hai người liền đem tủ thuốc tử đều mở ra phàm là đạt tới vạn năm niên đại thảo dược thu sạch vào càn khôn bên trong về phần ngàn năm niên đại thảo dược đối với cổ tiểu tuyền mà nói tác dụng không lớn không không hai thú vừa mới đột phá đến thần cảnh yêu cầu tài nguyên cũng là to lớn không nói hai lời trực tiếp bắt đầu ăn không lão đại cái này sừng hưu không tệ a à. người này xâm có điểm giống củ cải đây tham long cùng không không gió cuốn mây tan đồng dạng đem rất nhiều một 100 trăm năm, một nghìn năm niên đại thảo dược, toàn bộ nuốt vào. Hai thú thiên phú dị bẩm, lại bây giờ cũng là thần thú cấp bậc. Những cái này một trăm năm ngàn năm niên đại thảo dược ẩn chứa dược lực, đối bọn hắn mà nói là mưa bụi. Như thế trên căn bản là có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Bất quá lấy hai thú bây giờ tu vi, thôn vệ những cái này thảo dược, thật sự cảm giác chưa đủ nghiền. Bọn họ vừa mới đột phá thần cảnh, cần tài nguyên to lớn. Hôm nay ăn được nhiệt vẫn chưa thỏa mãn. Đi nhà tiếp theo, không không nói ra, chờ chút, tham long lão đạo, đem thảo dược trong cửa hàng thần thạch lại cướp đoạt không còn, ngay sau đó mới rời đi. Đây cũng là tham long chỗ cao minh, cổ phong ở nơi này không tước thành, coi như cái kia cầm những vật khác cũng không tiện tuột tay, dễ dàng bị người phát hiện, nhưng thần thạch khác biệt, thần thạch dáng dấp đều như thế, ai cũng không biết, cái này thần thạch là từ đâu tới. Rời đi thảo dược này cửa hàng, bọn họ lại tiến nhập nhà tiếp theo vạn năm thảo dược cửa hàng. Tiến vào bên trong, Quá trình một dạng, trực tiếp toàn bộ đánh cho bất tỉnh. Đón lấy, lại là một vòng điên cuồng càn quét, cái này trong vòng một đêm, bất chi bất giác, hai thú đã quét sạch trọn vẹn 13 nhà vạn năm thảo dược cửa hàng. Nấc, không 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 khỏi ở một cái. Một bên Tham Long cũng là như thế, mặc dù bọn họ nuốt thảo dược, niên đại cũng không nhiều, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, 13 nhà thảo dược cửa hàng, bọn họ nói ít cũng phải thôn vệ mấy chục vạn cây thảo dược. Bây giờ cảm giác mình trong thân thể cũng là dược lực bành trướng cực kỳ sảng khoái trời đã nhanh sáng rồi lại càn quét cuối cùng này một nhà tham long mở miệng không không gật đầu hai người lại tiềm nhập một nhà thảo dược cửa hàng thảo dược này trong cửa hàng tu giả so mặt khác nhiều một ít chừng hai mươi mấy cái lệ cũ tham long đem những người này từng cái đánh cho bất tỉnh ngay sau đó bố trí ngân cách trận pháp tiếp lấy hướng về thảo dược cửa hàng kho thuốc đi mà còn chưa tiến vào, chính là nghe được trong đó một trận nam nữ mây mưa thanh âm truyền đến. Ngô trưởng lão, ngài điểm nhẹ, tiểu quai quai, ngươi yên tâm, sau ngày hôm nay, lão phu liền phế phu quân của ngươi, sau đó nạp ngươi vì lão phu tiểu thiếp. Ngô trưởng lão, ngài đối ta tốt nhất rồi, a. À, tham Long nghe say sưa ngon lành, thỉnh thoảng lại còn từ khe cửa bên ngoài hướng bên trong nhìn lén. Tiểu Long, bọn họ đang làm gì? Không không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cái này không lão đại, giải thích thế nào đây, bọn họ đang làm trò chơi. Trò chơi này thật có ý tứ a, à, chúng ta trở về cùng chủ nhân cùng một chỗ. Không lão đại, trò chơi này chỉ có thể giữa nam nữ làm, cái kia, chúng ta vẫn là động thủ đi. Tham Long nghe xong không không lời nói, dọa đến một cái giật mình, lập tức mở miệng. Không không gật đầu, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, cái này vạn năm trong tiệm thuốc, lại có một cái thần linh cảnh tu giả. Cái kia Ngô trưởng lão tu vi khó khăn lắm đạt tới thần linh cảnh, lại hắn khí thức cực kỳ bất ổn, hiển nhiên hẳn là thuộc về lấy thiên tài địa bảo cưỡng ép tăng lên tới thần linh cảnh, lại đời này đều không có cái gì cơ hội lại tăng cao tu vi loại kia. Loại người này, ở thần linh cảnh bên trong, thuộc về yếu nhất một loại. Bất quá, cái này cũng đủ rồi, ngô trưởng lão từ cho rằng bản thân tu vi, quét ngang tất cả tiên đạo tu giả, đến cùng tiệm thuốc tiểu nương tử hẹn một lần, tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Nhưng hắn không nghĩ tới, bản thân gặp Tham Long cùng không không. Bên trong một trận động tĩnh về sau, trở nên an tĩnh. Đón lấy, tiếng ngáy truyền đến, hiển nhiên, Ngô trưởng lão ngủ thiếp đi. "Không lão đại, ngươi không cần động thủ, xem ta." Chương 2913, khổng tước ấn ký. Tham Long mở miệng, trực tiếp chui vào phòng, đón lấy, một bàn tay hung hăng đập Ngô trưởng lão trên đầu. "A!" À, ngô trưởng lão một tiếng hét thảm, bừng tỉnh, nơi nhìn thấy là một cái hắc bào đại hán. Bất quá ngay sau đó, hắn chính là cảm giác trong đầu kịch liệt đau nhức hôn mê bất tỉnh. Cùng là thần linh cảnh nhất trọng, Ngô trưởng lão thuộc về yếu nhất một loại, mà Tham Long Thiên Phú dị bẩm, nhục thân cường hoành, thuộc về cùng giai bên trong đứng đầu tồn tại, Ngô trưởng lão tự nhiên không phải Tham Long đối thủ. Giết hắn, không không mở miệng, hắn nhìn thấy Ngô trưởng lão thấy được Tham Long. Không được, người này là thần linh cảnh tu giả, một khi chết rồi, tất nhiên nhắc lên một trận phong bạo, đến lúc đó chúng ta lại đối kẻ khác nhà ra tay liền không dễ dàng. Dù sao hắn cũng không nhìn thấy chúng ta chân chính dung mạo, chúng ta còn phải điệu thấp không thể cho chủ nhân thêm phiền phức. Tham Long nói ra, không không gật đầu, hai người lần nữa một vòng càn quét về sau. Cuối cùng, Tham Long ánh mắt rơi vào Ngô trưởng lão trên người, không khỏi mở miệng, chúng ta tất nhiên xuất đạo, ngày sau tất nhiên danh tiếng tăng lên, hôm nay làm sao cũng phải lưu lại điểm ký hiệu. Lưu ký hiệu? Không không suy nghĩ một chút, ngay sau đó mở miệng, nơi này là khổng tước thành, không bằng chúng ta lưu cái khổng tước ấn ký A. Ý kiến hay, tham long gật đầu, ngay sau đó hắn trên móng vuốt thần lực hiện lên, tiếp lấy móng vuốt phía trên lấy thần lực ngưng tụ thành một cái thần lực mới móng vuốt, bất qua cái này móng vuốt có chút giống loài chim móng vuốt. Người đang làm gì, không không hỏi, chúng ta cũng không khổng tước lông vũ, họa một cái khổng tước lại quá phí sức, liền đến cái khổng tước chảo ấn, hắc hắc, ở tinh không giới thời điểm. Ta gặp được không ít khổng tước, cái này móng vuốt bắt trước, tuyệt đối hoàn mỹ. Vừa nói, tham lòng ở ngô trưởng lão phía sau, hung hăng đập một trảo, Lại là ở ngô trưởng lão cái chán viết một cái, ngu xuẩn, chữ. Hai người, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Trường nhạc khách sạn, ánh nắng sáng sớm, vung vãi mà vào, chiếu rọi ở cổ phong trên mặt. Cổ phong trên mặt mang chấp nhất ý tứ, không chấp mắt, hướng về trước mắt một đám lửa. Cái này hỏa diễm, là dương ngư ngọc bên trong cực dương chi hỏa. Mà cực dương chi hỏa bên trong, có một cái đan dược đang xoay tròn, sắp thành hình. Đêm qua, cổ phong đặt xuống quyết tâm, nghĩ nghiên cứu thần giới đan dược, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể luyện chế ra phẩm cấp cao đan dược cho nữ nhi của mình bù đắp thảo nguyên. Về sau, hắn phát hiện, đêm qua nữ nhi không có đem tất cả thảo dược đều ăn ánh sáng, trong túi càn khôn còn lưu lại mấy chục gốc. Cổ phong chính là định dùng cái này mấy chục cây thảo dược luyện tập. Bởi vì căn cứ Chu Lang lưu lại trong điển tịch giới thiệu, thần giới thảo dược, dược tính cực mạnh, cực kỳ khó khống chế, cho nên ở thần giới, luyện đan sư so thứ nguyên giới bên trong luyện đan sư tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều. Mà cổ phong, mặc dù không biết thần đan đan phương, nhưng tiên đan đan phương, trong đầu nhưng lại vô số, ở tinh không giới thời điểm, cổ phong thế nhưng là một đời đan đạo đại sư. Dứt khoát, cổ phong dùng cái này mấy chục cây thảo dược, luyện chế đan dược. Một đêm này xuống tới, cổ phong thất bại mấy lần, cùng Chu Lăng trong biển tịch nói tới một dạng, thần giới thảo dược xác thực dược tính cực kỳ cương mãnh loại này cương mãnh ở chỗ những cái này thảo dược tại chống cự được luyện chế cho cổ phong cảm giác chính là muốn cho một cái thần thú khuất phục nhưng cái này thần thú không nguyện ý khuất phục cho nên chống cự một cái đạo lý cổ phong vừa bắt đầu mấy lần đều thất bại bất quá rất nhanh cổ phong tìm được biện pháp cổ phong đem đan dược bên trong rót vào lăng chi ý cảnh lăng chi ý cảnh phía dưới những cái này thảo dược bên trong cương mãnh dược tính lập tức liền bị chấn áp bọn chúng không cách nào chống cự được luyện chế, chỉ có thể ngoan ngoãn bị cổ phong luyện chế. cứ như vậy, liền dễ dàng nhiều. có thể nói, bởi vì lăng chi ý cảnh, cổ phong đang luyện đan phía trên, so người khác có được trời yêu ái ưu thế. thành, cổ phong ánh mắt sáng lên, vung tay lên, lập tức hỏa diễm tán đi, một mai đan dược hiện lên. mặc dù luyện yêu lô tại phi thăng thời điểm sụp đổ, bất quá lấy cổ phong bây giờ đan đạo tạo nghệ, đơn thuần lấy hỏa diễm liền có thể luyện đan, không cần đan lô. Viên đan dược này tên là tiên cực đan, viên thuốc này tác dụng chỉ có một cái, trợ giúp tiên đạo tu giả, đột phá bình cảnh, tăng lên một giai, đây đối với tiên đạo thập giai trở xuống tu giả mà nói đều áp dụng. Bất quá, loại này mượn nhờ đan dược tăng lên phương thức, cổ phong trước kia không thích, dù sao dựa vào bản thân cảm mộ, bản thân tu hành đổi lấy tăng lên, càng vững chắc. Nhưng cổ phong không cần, ở đã từng tinh không giới, những người khác đối với viên thuốc này lại là cực kỳ tán dương dù sao đột phá nhất giai cần bao nhiêu tuế nguyệt, hơn nữa rất nhiều người kẻ tại nhất giai khó có thể đột phá, đan dược này chính là hy vọng. Viên đan này, luyện chế cũng không dễ dàng, vốn lấy cổ phong đan đạo tạo nghệ, luyện chế ra lại là không khó. Viên đan này, mặc dù luyện chế ra, nhưng dược hiệu không được, cũng là mấy ngàn năm niên đại thảo dược, đoán chừng chỉ có thể trợ giúp tiên đạo tam giai phía dưới tu giả đột phá, nếu có mấy vạn năm niên đại thảo dược, luyện chế ra tiên cực đan, dược hiệu liền có thể đạt tới cực hạn cổ phong nghĩ đến ngay sau đó bắt đầu suy nghĩ cái này không tước thành dù sao tiên đạo tu giả chiếm cứ đại đa số hơn nữa đan dược cực kỳ thưa thớt chính mình phải chăng có thể nhờ vào đó chủ nhân chúng ta trở về tham long cùng không không từ trong địa đạo chui ra thế nào cổ phong có chút sốt ruột hỏi dù sao quan hệ này nữ nhi mình sinh mệnh ha ha chủ nhân ngài xem tham long trực tiếp mở ra túi càn khôn hướng xuống đất khẽ đảo trong nháy mắt một đống thảo dược trực tiếp tuôn ra, trồng chất thành một tòa núi nhỏ. Cái này nói ít, cũng có mấy ngàn gốc thảo dược, lại cũng là vạn năm niên đại trở lên, đoán chừng, cái này đủ cổ tiểu tuyền ăn hơn mấy tháng. Cái này, các người đem thảo dược trải rời trống, cổ phong không khỏi hỏi, chúng ta cướp sạch 14 nhà thảo dược trải, bất quá chủ nhân ngươi yên tâm, cái này không tước thành thảo dược cửa hàng, có hơn 100 nhà đây, hơn nữa chúng ta còn không có đối 10 vạn năm thảo dược bên dưới cửa hàng tay, nếu như đều cướp sạch không còn, Đủ tiểu chủ nhân ăn được hơn mấy năm." Tham Long nói ra, tiếp lấy lại cho Cổ Phong một cái túi càn khôn, "Chủ nhân, đây là tiện tay cầm thần thạch." Cổ Phong xem xét, lại là kinh hỉ, "Cái này thần thạch, đúng là có hơn 10 vạn, như thế tăng thêm trước đó từ Đinh Vũ mấy người nơi đó lấy được thần thạch, trong tay mình có được thần thạch, đã không sai biệt lắm 20 vạn." Đây tuyệt đối là một bút không nhỏ thân gia. Cổ Phong nhìn về phía hai thú mở miệng, "Hai người các ngươi, nói một chút." "Chủ nhân, ta buồn ngủ quá." Ta cũng là, mà tham long cùng không không giờ phút này mí mắt đánh nhau, rất nhanh tất cả nằm xuống đất ngủ thiếp đi. Cổ phong nhìn xem hai thú, trong lòng một mảnh sưởi ấm, chỉ cảm thấy bọn họ là một đêm này quá mệt mỏi, bất quá đến gần xem xét, phát hiện hai thú trên người dược lực bành trướng, ngay sau đó không khỏi nở nụ cười khổ, hắn hiểu được hai thú đem phẩm cấp thấp thảo dược đều ăn rồi. Ngay sau đó, không nói hai lời, cổ phong đem hai thú thu vào linh thú đại bên trong, hai thú đem những dược lực này luyện hóa, chỉ sợ cần mấy ngày thời gian. Cổ phong ánh mắt rơi vào trên giường vẫn còn ngủ say cổ tiểu tuyền trên người, không khỏi trong mắt tràn đầy chấp nhất, tiểu tuyền, cha tuyệt sẽ không nhường ngươi nhận nửa phần tổn thương, tuyệt sẽ không. Cũng ở giờ phút này, ngoài cửa thanh âm truyền đến. Đại nhân, sự tình điều tra rõ ràng, chương 2914, Ngô Gia Chi Nộ. Ứng vân đi đến, nhìn về phía cổ phong, khắp khuôn mặt là cung kính ý tứ, tiếp lấy lấy ra một phần danh sách, mở miệng, đại nhân, khổng tước thành toàn bộ 63 tên thần linh cảnh tu giả, đều ở trên đây. Ân, cổ phong gật đầu một cái, trong vòng một đêm, đem tất cả những thứ này điều tra rõ ràng, ứng vân cũng tính có chút bản sự. Ngay sau đó, cổ phong ánh mắt đảo qua phần danh sách này, danh sách này bên trên, mỗi cái thế gia thần linh cảnh tu giả, đều viết rất rõ ràng. Ánh mắt rơi ở phía trên nhất mấy cái tên bên trên. Triệu gia gia chủ, triệu khai sơn, thần linh cảnh tứ trọng, Triệu gia truyền công trưởng lão, Triệu Nguyên Huy, thần linh cảnh tam trọng. Triệu gia chấp pháp trưởng lão, Triệu Húc Giá, thần linh cảnh tam trọng. Vương gia gia chủ, Vương Dương Thạch, tu vi thần linh cảnh tam trọng đỉnh phong. Ngô gia gia chủ, Ngô Tam Đức, thần linh cảnh tam trọng đỉnh phong. Cổ phong đón lấy, đem phía dưới danh tự từ từng cái nhìn qua, ngay sau đó mở miệng, xem ra, cái này cửu đại thế gia, là lấy triệu gia cầm đầu, tiếp theo là vương gia cùng ngô gia. Ở trong đó, triệu gia mạnh nhất, một cái thần linh cảnh tứ trọng, hai cái thần linh cảnh tam trọng, mà Ngô gia cùng Vương gia đều chỉ có một cái thần linh cảnh tam trọng đỉnh phong, phía dưới sáu cái thế gia đều chỉ có một cái thần linh cảnh tam trọng, mà còn sót lại liền cũng là thần linh cảnh nhị trọng, nhất trọng tu giả. Không sai, nếu không phải có Ngô, Vương hai nhà liên hợp mặt khác sáu cái thế gia ngăn cản, Triệu gia chỉ sợ đã sớm đem tất cả thế gia tiêu diệt, hiện tại vừa vặn đã đạt thành một cái cân bằng. Ứng Vân mở miệng nói ra, cổ phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Nếu như ứng phó trong đó một cái, hai cái, còn tốt xử lý, nhưng bây giờ cái này cửu đại thế gia, cũng là ứng gia địch nhân, muốn toàn bộ tiêu diệt, cũng không phải là sự tình đơn giản. 63 cái thần linh cảnh tu giả, trong đó còn có một cái thần linh cảnh tứ trọng, cổ phong dù cho dùng hết thủ đoạn, cũng sẽ không phải những người này liên thủ đối thủ. Nếu như từng cái đánh tan, cổ phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, cửu đại thế gia, trên thực tế, chân chính đối cổ phong có uy hiếp, chỉ có đạt tới thần linh cảnh tam trọng cùng tứ trọng tu giả, cũng chính là tổng cộng 11 người, người. Nếu như cổ phong lấy ám sát thủ đoạn, từng cái giải quyết, còn dư lại thần linh cảnh nhất trọng, hai trọng, dù cho nhiều người cũng không đủ gây sợ. Bất quá rất nhanh cổ phong lắc đầu, bản thân ám sát một cái, hai cái còn có thể, nhưng giết quá nhiều, tất nhiên lọt vào cảnh giác, thần không biết quỷ không hay ám sát 11 người, người, giống như người si nói mộng. Ân, cổ phong ánh mắt đảo qua, phát hiện mỗi cái thế ra bên trong, đều có không cùng họ tên thị người. Tỷ như triệu gia, cùng sở hữu 11 cái thần linh cảnh tu giả, nhưng trong đó có 5 người đều không họ Triệu, gia tộc khác bên trong cũng có dạng người này. Nhìn thấy cổ phong trong mắt nghi hoặc, Ứng Vân lập tức nói ra, đại nhân có chỗ không biết, có thần linh cảnh tu giả vốn là tiến về tông môn tu hành, nhưng vẫn không có tiến triển, bị tông môn đào thải, mà bản thân hắn lại không có cái gì gia tộc, chính là gia nhập Cửu Đại Thế gia bên trong, làm khách khanh trưởng lão, cùng Cửu Đại Thế gia thuộc về lợi ích quan hệ, từ phương diện nào đó nói, bọn họ là ngoại nhân. Ngoại nhân, cổ phong con mắt hơi hơi phát sáng lên, cái này cửu đại thế ra tổng cộng 63 cái thần linh cảnh tu giả, trong đó họ khác khách khanh trưởng lão, tổng cộng có 21, vừa lúc chiếm cứ 1 phần 3. Những cái này họ khác tu giả, có từng đối ứng ra xuống tay. Cổ phong không khỏi hỏi, không có, bởi vì cửu đại thế ra trong bóng tối đối ứng ra ra tay, là mưu đồ ứng ra tài phú tài nguyên, loại này liên quan đến lợi ích sự tình, tự nhiên là sẽ không để cho khách khanh trưởng lão dính. Ứng vân vừa nói, lập tức nói, hơn nữa, ta ứng ra đã xuống dốc trên trăm năm, mà một trăm năm trước đó, không tước thành còn không có có nhiều như vậy khách khanh trưởng lão. Đây cũng là bởi vì, trăm năm trước, có tư cấp tông môn, quét sạch đệ tử trong tông, đem một vài tuổi già không có tiềm chất đệ tử đuổi đi, một lần này, không tước thành mới nhiều toát ra nhiều như vậy khách khanh trưởng lão. Nói cách khác, trên bản chất mà nói, những cái này họ khác tu giả, không phải ứng ra địch nhân. Cổ phong ánh mắt sáng lên, nếu như đem những người này, đều lôi kéo tới, ứng ra thực lực, trong nháy mắt chính là có thể thành vì khổng tước thành thứ 10 đại thế gia. Không sai, bất quá đại nhân, những người này, ở cửu đại thế gia lấy được chỗ tốt đều không ít, muốn kéo khép, chỉ sợ. Ứng vân minh bạch cổ phong ý tứ, bất quá có chút lo lắng. Việc này không cần ngươi suy nghĩ nhiều, ta lại hỏi ngươi, cái này khổng tước thành nhưng có buôn bán đan dược chỗ. Cổ phong hỏi, ứng vân mở miệng có, cũng chỉ có một nhà, đan dược này trải, là vương gia đưa ra, Toàn bộ Khổng Tước Thành cũng chỉ có vương gia buôn bán đan dược, bởi vì vương gia gia chủ, Vương Dương Thạch, là một gã luyện đan sư. A, à, vẫn còn có một cái luyện đan sư, Cổ Phong kinh ngạc, bởi vì cái này luyện đan sư ở thần giới là cực kỳ thưa thớt. Trước kia Vương Dương Thạch đã từng gia nhập qua tông môn, bất quá ở tông môn thất bại, về sau tuổi lớn, chính là rời đi tông môn, trở lại Khổng Tước Thành, kinh doanh gia tộc, mặc dù hắn là luyện đan sư, bất quá hẳn là loại kia cấp thấp nhất luyện đan sư, bởi vì hắn chỉ luyện chế qua linh giai hạ phẩm đan dược. Ứng Vân nói ra, lập tức nói, nhưng dù vậy, tất cả mọi người tin tưởng hắn, cho nên chỗ của hắn cũng được duy nhất buôn bán đan dược chỗ, lại viên thuốc này chỉ đối thần linh cảnh tu giả cung ứng. Đi, mang ta đi vương ra tiệm đan dược trải. Cổ phong mỉm cười, đại nhân, ngày đây là, ứng vân ánh mắt biến hóa, cổ phong đạm ngữ, trên thực tế không cần chúng ta xuất hiện, không bao lâu, chúng ta cũng biết bị cửu đại thế gia phát hiện, ta hôm nay liền đi trước chiếu cố vương dương thạch cái này luyện đan sư. Là, đại nhân, ứng vân nhìn cổ phong tự tin như vậy ánh mắt, lập tức trong lòng cũng là kích động. Ba ba, ta cũng muốn đi, cổ tiểu tuyền không biết lúc nào tỉnh lại, ôm cổ phong đùi. Cổ phong cũng không muốn đem cổ tiểu tuyền một người vứt xuống, ngay sau đó đem cổ tiểu tuyền đặt ở bản thân đầu vai, nhìn về phía ứng vân, đi thôi. Ngô gia nhị sự đường, ngô gia tổng cộng 8 cái thần linh cảnh tu giả, giờ phút này toàn bộ hội tụ ở chỗ này, nguyên một đám sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, bầu không khí rất là kiềm chế. Ngô Vĩnh giờ phút này, trên mặt mang giọng nghẹn ngào nhìn về phía Ngô Tam Đức, Tam Thúc, ngài có thể phải làm chủ cho ta, cái này triệu ra quả thực khinh người quá đáng a. À. Im miệng, Ngô Tam Đức một tiếng lãnh ngữ, nhìn xem Ngô lão căn cái kia trên trán, ngu xuẩn chữ, chính là giận không chỗ phát tiết. Hắn cái này chất tử, bất học vô thuật, nếu không phải năm đó hắn thân đại ca đối với hắn có ân cứu mạng, tăng thêm trước khi chết đem Ngô Vĩnh giao phó cho hắn, hắn dù cho sẽ không hao tốn giá cả to lớn, dùng hết thiên tài địa bảo, đem Ngô Vĩnh cưỡng ép tăng lên tới thần linh cảnh. Hắn vốn cho rằng, Ngô Vĩnh tiến vào thần cảnh, trở thành gia tộc trưởng lão, sẽ có một phen cường giả phong phạm. Lại không nghĩ rằng, hắn như cũng bất học vô thuật, mỗi ngày không thích tu hành, chỉ biết là, trong gia tộc, các nơi tìm kiếm cô gái xinh đẹp, cũng không quản đối phương có hay không nhà chồng, trực tiếp lấy đủ loại thủ đoạn chiếm hữu. Lúc đầu, loại chuyện này, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng lần này, sự tình lớn. chương 2915, Tiểu Khổng Tước Mộng Tam Thúc, một lần này thực không trách ta a à, là ta, đi thông đồng cái kia tiểu nương tử, việc này, tiểu chất mạ xê Tam Thúc trách phạt, nhưng triệu ra, trong vòng một đêm, cướp sạch ta ngô ra 14 gian thảo dược cửa hàng, còn như thế lăng nhục tiểu chất, đây là không đem chúng ta ngô ra, là không đem Tam Thúc ngài cái này khổng tước thành duy nhất luyện phù đại sư để vào mắt a à. Ngô Vĩnh giờ phút này, ôm ngô Tam nước đùi, khóc lóc kể lể lấy. Ngô Vĩnh nghe thấy lời này, sắc mặt âm trầm, những người khác cũng đều là như thế. Liền ở hôm nay buổi sáng, bọn họ phát hiện, ngô gia bộ hạ 14 thảo dược cửa hàng, toàn bộ bị cướp sạch không còn, càng là phát hiện, vô dụng bị đánh ngất xỉu đào cái ánh sáng, cái chán còn bị viết, ngu xuẩn chữ, đặc biệt, hắn buồn bên trên còn có một cái khổng tước móng vuốt ấn ký. Tất cả những thứ này, đã 10 điểm rõ ràng. Một bên, ngô gia đại trưởng lão nhìn về phía ngô tam nước mở miệng, gia chủ, Việc này triệu gia khinh người quá đáng, cái kia tiểu khổng tước năm đó liền đại náo qua khổng tước thành, chúng ta thế ra cũng là tổn thất nặng nề, triệu khai sơn đã từng tự mình đối với chúng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại để cho tiểu khổng tước hồ nháo, lúc này là hắn phá vỡ hứa hẹn, đây là công nhiên lấn ta ngô ra, gia chủ, việc này chúng ta nếu không phản kháng, sau này chỉ sợ ở khổng tước thành đều không ngẩng đầu lên được. Mọi người đều biết, khổng tước thành sở dĩ lấy, khổng tước, mệnh danh, là bởi vì khổng tước thành từ xưa đến nay, đều có một cái thần thú khổng tước chấn thủ, mà mỗi một thời đại khổng tước, cũng sẽ ở khổng tước thành lớn nhất thế gia, đi theo gia chủ tu hành. Liền ở ngàn năm trước đó, thế hệ này tiểu khổng tước, vừa mới bước vào thần linh cảnh, đi theo triệu khai sơn tu hành, mà nó mới vừa xuất hiện, chính là đại náo rất nhiều thế gia, đã từng trong vòng một đêm, đem bảy nhà thảo dược cửa hàng thảo dược toàn bộ ăn sạch, về sau, đả thương không ít thế gia tu giả, còn cướp sạch rất nhiều thần thạch thảo dược, thậm chí đem không ít cửa hàng, đều hủy diệt. Tiểu khổng tước là khổng tước thành thần thú, bát đại thế gia cũng không dám tổn thương nàng, cuối cùng liên hợp hướng triệu khai sơn tạo áp lực. Triệu khai sơn cuối cùng cam đoan, tiểu khổng tước tuyệt đối sẽ không lại đối rất nhiều thế gia thảo dược bên dưới cửa hàng tay, về sau ngàn năm qua, khổng tước thành 10 điểm an bình. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, thời gian qua đi 1.000 năm, tiểu khổng tước lại hạ thủ. Một tên trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, việc này sẽ có hay không có hiểu lầm, triệu gia mạnh, chúng ta vẫn không thể tùy tiện hành động a. À có cái cái dám hiểu lầm. Đại trưởng lão tức giận một câu, ngay sau đó chỉ ngu vĩnh cái chán, ngu xuẩn chữ, mở miệng, trừ bỏ tiểu khổng tước, ai sẽ làm ra bậc này chuyện hoang đường. Đúng, chứng cứ này vô cùng xác thực, hắn chịu ra nghĩ chống chế đều không được, một cái trưởng lão khác, chỉ ngô vĩnh trên lưng khổng tước chảo ấn mở miệng. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều trưởng lão nhao nhao phụ họa. Liên hợp chuyện năm đó, hơn nữa chuyện lần này, tất cả hoàn toàn ăn khớp, bọn họ thực sự nghĩ không ra, Hùng thủ còn sẽ có bất kỳ một cái nào những người khác, dù sao khổng tước thành, chỉ có một cái này khổng tước. Tam thúc, tiểu chất, nguyện ý tự mình đi theo ngài tiến đến chỉ chứng, tam thúc, ngài muốn vì tiểu chất, vì vương ra chúng ta ra khẩu khí này a à. Ngô Vĩnh lập tức lại là mở miệng, ngô tam nước trên mặt âm trầm ý tứ, đã tới cực hạn, triệu khai sơn, ngươi thật sự không đem ta ngô tam Đức để vào mắt, hôm nay, ta liền nhìn ngươi cái này thần linh cảnh tứ trọng, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đi, triệu ra chỗ sâu một cái rộng lượng trong sân một cái ước chừng như thiếu nữ cao tiểu khổng tước ngồi ở một cái trận pháp trung ương tu hành lấy ai thật nhàm chán a à, tiểu khổng tước lẩm bẩm tập trung tinh thần giờ phút này trận pháp bên ngoài một lão giả quát lạnh một câu lão giả này một thân cẩm bào mái đầu bạc trắng phía dưới khuôn mặt oai hùng cả người tinh thần hăng hái người này chính là triệu gia gia chủ triệu khai sơn chủ nhân ta lúc nào mới có thể ra đi a à? ta đều ở cái chỗ chết tiệt này, buồn bực sắp một ngàn năm. Tiểu khổng tước có chút không cao hứng mở miệng, Người còn không biết xấu hổ nói, thả ngươi ra ngoài làm gì, đi tiếp tục hồ nháo, đem ta khổng tước thành tất cả thảo dược phô đều hủy. Triệu khai sơn nghe xong, khuôn mặt mang theo vài phần nội ý. Hừ, không phải liền là một chút thảo dược sao, thần thú thích ăn thiên tài địa bảo, là thiên kinh địa nghĩa, ta thế nhưng là cái này khổng tước thành đồ đằng, ta là thần thú. Tiểu khổng tước lơ đánh, Ngươi lại như vậy tùy ý làm bậy, lão phu liền đem ngươi ném đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi. Triệu Khai Sơn tức giận một câu, tiểu khổng tước càng mất hứng, cao giọng mở miệng, hừ, ngươi đem ta ném ra bên ngoài càng tốt hơn, những cái kia thích cáo trạng lão ra hỏa, ta nếu đi ra, đem bọn hắn thảo dược cửa hàng, tất cả đều đập, thảo dược toàn bộ ăn sạch, lại lưu ta lại duyên dáng chảo ấn, ta tức chết bọn họ. Triệu Khai Sơn nghe xong, vừa muốn mở miệng, ở ngoài viện, lại truyền tới một đạo gầm thét triệu khai sơn người khinh người quá đáng bành ngay sau đó tiểu viện đại môn trực tiếp bị sông mở tám tên thần linh cảnh tu giả trực tiếp xông lên người cầm đầu chính là ngô tam đức giờ phút này hắn tức giận đến thất khiếu bốc khói hắn đi tới tiểu viện trước trong nháy mắt liền nghe được tiểu khổng tước cuối cùng câu nói kia giờ phút này trong lòng có tia kia không xác định cũng là triệt để bỏ đi nội ý ngập trời triệu khai sơn trong nháy mắt giận hắn thân làm khổng tước thành đệ nhất cường giả lúc nào bị người đánh tới cửa qua. Lập tức tức giận một câu, Ngô Tam Đức, người điên rồi sao? Điên, hư, triệu khai sơn, người cho dù là thần linh cảnh tứ trọng, hôm nay nếu không cho Lão Phu một cái công đạo, Lão Phu cũng phải cùng người quyết nhất tử chiến. Vừa nói, Ngô Tam Đức, trong hai tay, riêng phần mình nổi lên một tấm thần phù. Hai chương này thần phù phía trên, cũng là tản ra gia linh giai hạ phẩm thần phù khí tức. Ở thần giới, luyện phù sư thưa thất cùng luyện đan sư một dạng, thần giới thiên tài địa bảo, cũng là mang theo chống cự ý tứ, cực kỳ khó có thể luyện chế. Ngô Tam Đức là một gã phù sư, nhất hiểu là nhất bất nhập lưu phù sư, nhưng ở khổng tước thành nơi này, cũng là không thể khinh thường. Giờ phút này hắn mang theo hai tấm thần phù đến, đây là đem vốn liếng đều lấy ra. Lão Ngô, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nếu muốn động thủ, cũng trước muốn đem lời nói rõ ràng ra. Triệu Khai Sơn mặc dù tu vi so với Ngô Tam Đức cao, nhưng đối phương cầm hai tấm thần phù, hắn cũng không muốn liều mạng, trực tiếp mở miệng. Nói rõ ràng, vừa rồi nàng không phải đã nói rất rõ sao. Ngô Tam nước chỉ tiểu khổng tước lạnh giọng một câu. Ta nói gì ta, tiểu khổng tước có chút mơ hồ. Triệu Khai Sơn trong nháy mắt giật mình, lập tức cười nói tiểu khổng tước bất quá là nói đùa. Nàng đều đã lớn rồi, làm sao sẽ còn hồ nháo. Hồ nháo, trong vòng một đêm, cướp sạch ta ngô ra 14 nhà thảo dược cửa hàng, đã thương cháu của ta, người nói cho ta biết hồ nháo. Ngô Tam nước mở miệng, tức giận một câu ta, tiểu khổng tước mộng, mình là muốn làm như vậy, nhưng không có cơ hội a, à, cái này nước bẩn làm sao trực tiếp liền dội đến. Triệu Khai Sơn cũng là có chút không tin, mở miệng cái này, có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Ngô Tam Đức, một cái gỡ ra ngô vĩnh quần áo, chỉ sau lưng hắn chảo ấn nói, ta khổng tước thành, còn có cái thứ hai khổng tước sao. chương 2916, Triệu Khai Sơn, Triệu Khai Sơn nhìn thấy cảnh này, đầu ông một tiếng. Mấy ngày nay, hắn bế quan tu hành, không chút phản ứng tiểu khổng tước là sáng nay mới xuất quan trước mắt chứng cớ này vô cùng xác thực nếu không phải là không thể nhịn được nữa ngô tam đức cũng không có lá gan như vậy đến đây hơn nữa tiểu khổng tước vừa rồi nhìn như không thể nghi ngờ lời nói tất cả những thứ này vô cùng sống động triệu khai sơn ánh mắt trực tiếp rơi vào tiểu khổng tước trên người lạnh giọng một câu ngươi rốt cuộc lại hồ nháo ta ta không có a à. tiểu khổng tước giờ phút này vẻ mặt mộng bức muốn khóc ai đây a à? cùng mình bao nhiêu thù như vậy vụ oan bản thân. Ngoại trừ ngươi, ai có lá gan này? Ta, ngoại trừ ngươi, ai sẽ đối thảo dược cửa hàng như vậy chấp nhất? Cái này, ngươi vừa mới còn nói, ngươi muốn đi ăn sạch thảo dược, lưu lại chảo ấn. Không, tiểu khổng tước nước mắt chảy xuống đến, giờ phút này chính nàng đều có chút hoài nghi, đây có phải hay không là tự mình làm, giống như ở khổng tước thành, trừ mình ra, thực không có người có thể làm ra kinh thế hãi tục như vậy đại sự, chứ không phải là mình mộng du, tối hôm qua thực đi làm chuyện lớn không đúng bản thân không mộng du a à, còn không xin lỗi triệu khai sơn triệt để giận cảm giác mình quá mức dung túng tiểu khổng tước tiểu khổng tước đầu tỉnh tỉnh trong lúc nhất thời có chút ngần người chỉ cảm thấy có chút loạn ta xác định thật không phải ta người cái này nhiệt xúc nhìn ta đánh không chết ngươi triệu khai sơn tức giận một câu trong tay chính là hiện ra một căn xích sắc trường tiên cũng ở giờ phút này triệu ra rất nhiều thần linh cảnh tu giả đều đã chạy tới gia chủ không thể a à gia chủ, tiểu khổng tước còn nhỏ, không thể như vậy đánh A. À. Nàng thế nhưng là chúng ta khổng tước thành đồ đằng, một đám triệu gia tu giả, cùng nhau đem triệu khai sơn ngăn lại. Các người tránh hết ra, triệu khai sơn ra vẻ cao giọng mở miệng, thấy một màn như vậy, ngô ra đám người, gương mặt mộng bức, lại tới. Ngô tam nước mí mắt run rẩy mở miệng, triệu khai sơn, một dạng xáo lộ, đều ngàn năm, người còn muốn chơi lần thứ hai sao. Cái này khổ nhục kế, quá hạn, một nghìn năm trước, Ngô Tam Đức rõ ràng nhớ kỹ, bát đại thế gia đến đây, Triệu Khai Sơn liền lên diễn một màn này. Nhưng ai cũng biết, Triệu Khai Sơn làm sao bỏ được đánh tiểu khổng tước. Ngô Tam Đức không nói lời nào, hiển nhiên hôm nay đối phương không cho mình cái thuyết pháp, hắn là sẽ không rời đi. Triệu Khai Sơn ngừng lại, nhìn xem Ngô Tam Đức cố chấp bộ dáng, trầm tư chốc lát, nhìn về phía Ngô Tam Đức vật này cầm lấy đi. Vừa nói, Triệu Khai Sơn có chút thịt đau, ném cho Ngô Tam Đức một mai ngọc giản, Ngô Tam nước ánh mắt đảo qua ngọc giản này, lập tức ánh mắt sáng lên. Bởi vì bên trong ngọc giản này ghi chép một môn thần thuật. ở thần giới, thần thuật là vật chân quý, so với cảm ngộ lên, cực kỳ khó khăn ý cảnh. Thần thuật chỉ cần nhớ kỹ khẩu quyết, nhiều tu luyện mấy lần, liền có thể thi triển. Đây chính là tăng cường bản thân chiến lược đồ tốt. Mặc dù bên trong ngọc giản này ghi chép chỉ là một môn cấp thấp nhất linh giai hạ phẩm thần thuật, nhưng đối với thần linh cảnh tam trọng mô Tam nước mà nói, tuyệt đối thuộc về vật chân quý bị cướp sạch 14 nhà thảo dược cửa hàng mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng những cái kia cũng là vật thế tục, một môn này thần thuật, có thể đủ đền bù. Vậy ngô mỗ, liền cáo từ, ngô tam đức mở miệng, bành, mà cũng ở giờ phút này, triệu khai sơn, bỗng nhiên đạp mạnh chân. Lập tức, đại địa trong nháy mắt giãn nứt, ngô tam đức dưới chân, trực tiếp xuất hiện một đảo to lớn khe hở, cái kia trong cái khe, một chuôi to lớn đất đá cự kiếm, trực tiếp dâng lên. Này kiếm khí thế, cực kỳ kinh khủng, Ngô Tam Đức trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn ngửi được khí tức tử vong. Hắn thầm nói bản thân hôm nay quá vọng động rồi. Cái này Triệu Khai Sơn thực lực so trước kia mạnh hơn, nhưng mà cái này đất đá cửa kiếm dâng lên một chút chính là bỗng nhiên dừng lại. Triệu Khai Sơn nhìn xem chưa tỉnh hồn Ngô Tam Đức mở miệng, bất kể là nguyên nhân nào, người nếu lại có một lần trực tiếp xông lão phu tu hành tiểu viện, lão phu liền giết ngươi. Một cô âm trầm sát ý trực tiếp tàn mạn ra trong nháy mắt ngô ra đám người, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bọn họ minh bạch, hôm nay Triệu Khai Sơn có năng lực giết bọn hắn, nhưng không nghĩ bản thân hao tổn, cũng không muốn khổng tước thành lâm vào hỗn loạn, cho nên nguyện ý cho cái bản giao. Triệu Lão Ca, hôm nay là tiểu đệ xúc động, tuyệt sẽ không có lần sau. Ngô Tam Đức lập tức ôm quyền cung kính mở miệng, lan, Triệu Khai Sơn lãnh ngữ, Ngô Tam Đức đám người, run lên trong lòng, ngay sau đó không nói hai lời, nhanh chóng rời đi. Đám người rời đi về sau, Triệu Khai Sơn nhìn về phía Tiểu Khổng Tước, mở miệng, "Tiểu Khổng Tước, mặc dù lão phu là cái này Khổng Tước thành người mạnh nhất, nhưng dù sao còn không có mạnh đến, không cần tốn nhiều sức quét ngang bát đại thế gia cấp độ, loại chuyện này, lần sau, không cần làm." "Chủ nhân, ta cẩn thận suy nghĩ kỹ mấy lần, chuyện này thật không phải là ta a." À. Tiểu Khổng Tước giờ phút này đã tỉnh táo lại, "Thật không phải ngươi." Triệu Khai Sơn ánh mắt biến hóa, hắn hiểu được đến lúc này, Tiểu Khổng Tước không cần thiết nói láo. "Thật không phải ta." chủ nhân, ta có thể lập thề độc A, à, không biết là cái nào hỗn đản hãm hại ta A à chủ nhân, người có thể phải làm chủ cho ta. Tiểu khổng tước giờ phút này ủy khuất cực kỳ, trước kia cũng là nàng hố người khác, lần này thực sự là bị người bẫy không cạn. Khổng tước thành, vậy mà lại xuất hiện một cái khổng tước, chờ. Có lẽ, cũng không phải là khổng tước, có thể là có người giả mạo trảo ấn, nhưng, sẽ là ai chứ? Triệu Khai Sơn suy tư, cửu đại thế gia bên trong, chỉ có vương gia cùng ngô gia, hắn có thể xem trọng mấy phần nhưng lập tức liền hai cái này thế ra cũng tuyệt đối không như vậy lá gan gia chủ đã tra xét xong ứng thiên vũ đích xác trở về một bên chấp pháp trưởng lão triệu húc giã mở miệng nói ra nói triệu khai sơn mở miệng ứng thiên vũ gắng ngượng qua tội giới thời gian hết hạn tù phóng thích ứng vân cùng hắn tôn nhi ứng tiểu tuyển đem hắn tiếp về ba người hôm qua tiến vào khổng tước thành bây giờ ở tại trường nhạc khách sạn thuộc hạ đã điều động người trong bóng tối hướng về đêm qua một đêm ứng thiên vũ đều không có ra ngoài bất quá vừa mới có tin tức chuyển đến ứng thiên vũ hướng về vương gia đan dược điếm phô đi triệu húc giã chậm rãi đến vương gia hắn hiện tại tu vi làm sao triệu khai sơn hỏi triệu húc giã nói ra thần linh cảnh nhất trọng bất quá hắn ý cảnh tu hành bất phàm vẹn vẹn thần linh cảnh nhất trọng liền dám đi vương dương thạch có chút ý tứ lại để vương dương thạch trước cho chúng ta thăm dò đường một chút a chúng ta tranh đoạt năm đó ứng ra phần lớn tài phú tài nguyên, cùng ứng ra đã là sinh tử đại địch, ứng thiên vũ nguyên bản là thần vương cảnh tu giả, mặc dù bây giờ vẻn vẹn thần linh cảnh nhất trọng, nhưng ngày sau tu luyện tới thần vương cảnh là việc tất nhiên, chúng ta nhất định phải giết hắn, bằng không, cuối cùng ta triệu ra tương diệt phong. Triệu khai sơn vẻ mặt nghiêm túc, đại nhân, thuộc hạ minh bạch, thần đan đường, mặc dù, đan dược điếm phô không lớn, nhưng tên này, lại cực kỳ vang dội. Cổ phong nhìn trước mắt cái này không có bất kỳ cái gì một vị khách hàng đan dược điếm phô, mỉm cười. Đại nhân, chính là chỗ này, chương 2917, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ứng vân mở miệng, ba ba, nơi này đan dược mùi thật thơm, cổ tiểu tuyền giờ phút này, mắt sáng rực lên, không tự chủ được liếm liếm môi. Chúng ta vào xem, cổ phong đạm ngữ, ngay sau đó mang theo cổ tiểu tuyền, cùng ứng vân đi vào trong đó. Trước quầy, là đang ngồi một tên mặt rỗ trung niên nam tử hắn uống nước trà quạt cây quạt nhìn thấy ứng vân đến đây ánh mắt lập tức hơi hơi biến hóa đối với ứng ra lệnh truy sát toàn bộ khổng tước thành cửu đại thế gia đều triển khai bởi vì cửu đại thế gia sớm đã đem ứng ra tiêu diệt tự nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt, không lưu cho mình hậu hoạn ứng vân người gan chó không nhỏ vậy mà tự đưa tới cửa trung niên nam tử mở miệng một câu ngay sau đó vừa lật tay trong tay chính là xuất hiện một căn thép tinh bút lông ở nam thánh thần vực tất cả mọi người cúng bái nho chủ mọi người tu cũng là nho thần lực tế luyện bảo vật cũng cùng nho môn cầm kỳ thư hỏa có quan hệ bút loại thần bảo ở nam thánh thần vực thường thấy nhất đan dược phô đối với vương gia mà nói là cực kỳ trọng yếu chỗ cái này trong tiệm trung niên nam tử tu vi là thần linh cảnh nhất trọng đỉnh phong năm gần đây lão ứng vân chỉ cao hơn chứ không thấp hơn giờ phút này hắn cái này thép tinh bút lông hướng về ứng vân chính là hung hăng một điểm điểm này lực lượng thần lực màu xanh nhất thời bộc phát, hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến ứng vân mặt mà đến. Các người tiệm này, đã là như thế làm ăn, cổ phong bình thản một câu, vung tay lên, lập tức, đạo kia thần lực màu xanh, trực tiếp chính là bị định lại ở đó. Ngươi, vương ma tử giờ phút này phát hiện, thân thể của mình đã rời không động được, cũng bị định trụ. Đối phương không có sử dụng thần lực, liền dễ dàng như vậy đem chính mình chân áp. Ý cảnh, đối phương thi triển là ý cảnh, lại cảm mộ cực sâu. Vương Ma Tử tin tức còn không tính linh thông, tăng thêm vừa mới cổ phong không có hiển lộ khí tức, hắn căn bản không không tưởng đến ứng Vân bên người còn sẽ có một cái thần linh cảnh cường giả. Thật to gan, giờ phút này, một đạo hét lớn từ đan dược điếm phô bên trong truyền ra. Đón lấy, hai đạo bóng người vọt thẳng ra, hai người này, trên người khí tức cũng là thần linh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Bọn họ chính là vương gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Hôm nay là lấy đan ngày bọn họ đúng lúc đi tới đan dược điếm phô, hai người nghe được thanh âm, liền trực tiếp xông đi ra. Hai người xuất thủ, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, riêng phần mình một trưởng bao vây lấy thần lực màu xanh hung hăng hướng về cổ phong đánh tới. Bọn họ nhìn ra cổ phong tu vi, chỉ có thần linh cảnh nhất trọng, mà bọn họ là thần linh cảnh nhị trọng tu vi, như thế theo bọn hắn nghĩ, trực tiếp thực lực nghiền ép, chính là có thể. Nhưng mà, bọn họ đoán chừng sai, bi, cổ phong mở miệng, bi chỉ ý cảnh, trong nháy mắt thi triển. Trong nháy mắt, từng đóa từng đóa bạch sắc sổ cúc từ bên trên bầu trời hiện lên. Cái kia vô số đóa hoa màu trắng bên trong, từng cái đều mơ hồ có thiếu nữ hư ảnh hiện lên. Lập tức, một cỗ cực độ vẻ bi thương, chính là tản mạn ra. Lưu lại thành trì bên trong thần linh cảnh tu giả, cũng là tuổi già, lại không có cái gì tư chất, không có cái gì tương lai người. Lấy tư chất của bọn hắn, tự nhiên không có đem ý cảnh tu luyện tới linh giai, ý cảnh của bọn họ, đều vẻn vẹn chân giai đại thành mà thôi mà ý cảnh tu hành càng mạnh, nguyên thần chính là càng mạnh. bọn họ nguyên thần hiển nhiên không đủ mạnh, căn bản là không có cách tiếp nhận cổ phong linh ra ý cảnh. như thế trong nháy mắt hai người chính là toàn bộ lâm vào ý cảnh. không, không muốn đi, ngươi không thể chết ha, à, không thể! đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không ngừng gào thét. hiển nhiên bọn họ nhớ tới đáy lòng buồn phiền sự tình, lại bọn họ cảm xúc càng ngày càng bi thương, tiếp tục như vậy khó thoát khỏi cái chết. cùng đinh vũ so sánh đại trưởng lão này cùng nhị trường lão thực lực, kém xa tít tắp, lại bọn họ trả qua tại khinh địch, vừa đối mặt chính là bị cổ phong chân áp. Vương Dương Thạch, nếu không ra, hai người này mệnh, nhưng là không có. Cổ phong nhìn về phía đan dược điếm phô chỗ sâu, mở miệng. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến, ứng thiên vũ, không nghĩ tới, người thực còn sống trở về. Giờ phút này, một tên thân mang màu vàng hơi đỏ trường sam lão giả, từ đan dược điếm phô chỗ sâu đi ra. Lão giả này, chính là vương gia gia chủ, vương Dương Thạch. Lại, là khổng tước thành, duy nhất luyện đan sư. Vương Dương Thạch nhìn xem cổ phong, đáy mắt mang theo vẻ cảnh giác, ứng thiên vũ trở về tin tức, hắn cũng là mới vừa lấy được, mặc dù đối phương bây giờ chỉ có thần linh cảnh nhất trọng, nhưng dù sao đã từng là bản thân ngoài tầm với thần vương cảnh cường giả, hắn như thế nào phớt lờ. Giờ phút này, một bên ứng vân, đáy mắt tràn đầy sát ý. Năm đó, ứng ra trở lại khổng tước thành, mặc dù đã cô đơn, nhưng cũng có 10 cái thần linh cảnh tu giả, trong đó còn có 3 cái thần linh cảnh tam trọng. Bất quá, cuối cùng bát đại thế gia gia chủ đều tự mình xuất thủ, như thế đem ứng ra cơ hồ diệt tuyệt. Ứng Vân là tận mắt thấy, Vương Dương Thạch chém giết ứng ra người cảnh tượng. Tính tâm, Cổ Phong đối ứng Vân bình thản một câu. Vương Dương Thạch tự nhiên cảm thấy ứng Vân sát ý, ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một mai đan dược. Viên thuốc này phía trên mang theo tia máu đỏ thắm. Hiển nhiên viên thuốc này cùng trước đó, cổ phong cùng đinh vũ đối chiến thời điểm, thấy đan dược, là cùng loại loại hình, bất quá vương dương thạch đan dược này, lại cấp thấp rất nhiều, đoán chừng tác dụng phụ cũng sẽ rất lớn. Nhưng vương dương thạch, là cảnh giác người, trong lòng của hắn ứng đối cổ phong có sát tâm, hắn thấy, ứng thiên vũ đã từng là thần vương cảnh cường giả, trên người tất nhiên còn có tạo hóa, đáng giá bản thân liều mạng một lần, chủ yếu nhất, cửu đại thế gia cùng ứng ra sớm đã là sinh tử đại thù, không đội trời chung, cũng không cái gì dễ thương lượng. Ứng thiên vũ, mặc dù lão phu không biết lấy người thần linh cảnh nhất trọng tu vi, đến cùng có gì át chủ bài, nhưng lão phu có thể xác định hôm nay người dám đến đây, giải thích, người có mấy phần ứng phó lão phu nắm chắc, nhưng tiếc là những người đánh giá thấp lão phu. Vừa nói, vương dương thạch trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng. Lập tức, vốn là thần linh cảnh tam trọng đỉnh phong vương dương thạch, khí tức, trong nháy mắt nhảy lên tới thần linh cảnh tứ trọng. Hắn liều, hắn là cảnh giác người, hôm nay muốn giết người, liền muốn hoàn toàn chắc chắn, cho nên không tiếc lấy ra bản thân một mai này năm đó ở sư môn lấy giá thật lớn đổi lấy đan dược vương dương thạch giờ phút này sắc mặt đỏ lên khí tức cực kỳ bất ổn hắn biết được đan dược này chỉ có thể nhường hắn ở thần linh cảnh tứ trọng duy trì chăm tức không có nửa phần do dự hắn vừa lật tay trong tay chính là xuất hiện một cây quạt này cây quạt bị hắn nắm chặt hướng về cổ phong chính là bỗng nhiên vỗ qua này cây quạt là một kiện linh giai hạ phẩm đỉnh phong thần bảo có thể nói Vương Dương Thạch vừa ra tay, liền vận dụng bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng mà, giờ phút này lao ra Vương Dương Thạch, khi thấy cổ phong trong tay xuất hiện đồ vật lúc, thân thể chấn động mạnh một cái, cả người như bị sét đánh, ngừng lại ở nơi đó, không dám di động mảy may, hắn nhìn về phía cổ phong vật trong tay, kinh thanh mở miệng ngươi, làm sao có thể. Tiểu Vương A, người còn quá trẻ, mọi thứ dĩ hòa vi quý, xúc động như vậy làm gì. Cổ phong mỉm cười, giống như giáo dục vãn bối ngữ khí chậm rãi mở miệng, đồng thời trong tay một tấm thần phù quang mang thiểm thước. chương 2918, Vương Dương Thạch, thần phù này, chính là từ đinh vũ nơi đó lấy được hé mở linh giai thượng phẩm thần phù. Linh giai hạ phẩm thần phù, có thể diệt giết thần linh cảnh nhất, nhị trọng tu giả, linh giai trung phẩm thần phù, là có thể diệt sát, thần linh cảnh tam, tứ trọng tu giả. Mà linh giai thượng phẩm thần phù, là có thể diệt sát thần linh cảnh ngũ, lục trọng tu giả. Muốn lấy thần phù đối thần linh cảnh, thất, bát, cửu trọng tu giả, thì cần muốn linh giai cực phẩm thần phù, nhưng cực phẩm thần phù quá mức khó có thể luyện chế, 10 điểm hy hữu. Mặc dù, cổ phong trong tay thần phù này, chỉ có hé mở, nhưng dù sao cũng là linh giai thượng phẩm, diệt sát thần linh cảnh tứ trọng tu giả, dễ như trở bàn tay. Ta, vương dương thạch sắc mặt đỏ lên, cơ hồ một ngụm lão huyết phun ra ngoài, hắn nhưng là hao hết khí lực, thiêu đốt trọn vẹn năm vạn năm thảo nguyên, thôn vệ huyết cực đan, mới đạt tới thần linh cảnh tứ trọng, trước mắt một màn này, nhưng hắn cơ hồ sụp đổ. Linh giai thượng phẩm thần phù, thế nhưng là chỉ có tông môn mới có thể có được đồ vật, mà bình thường thành trì, đừng nói linh giai thượng phẩm thần phù, dù cho linh giai hạ phẩm thần phù cũng là cực kỳ hi hữu. Vương Dương Thạch nằm mộng cũng không nghĩ tới, mới vừa từ tội giới đi ra ứng thiên vũ, có bậc này nội tình. Hắn có chút tuyệt vọng, hắn hận bản thân, vừa bắt đầu vì sao không có thấp tư thái. Lúc trước hắn bại lộ sát ý, tăng thêm vương gia cùng ứng gia cừu hận, ứng thiên vũ sợ rằng sẽ lập tức diệt sát bản thân. Bành, Vương Dương Thạch, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Vì sống sót, hắn không biết xấu hổ. Ứng tiền bối, năm đó ứng ra sự tình, tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ tham dự, cũng không phải là chủ mưu A, à, chủ yếu cũng là triệu gia, tiểu nhân sao dám. Tiểu nhân vừa mới, là đầu heo ngu muội còn mời ứng tiền bối dơ cao đánh khẽ, quấn tiểu nhân một cái mạng chó. Vương Dương Thạch khẩn cầu mở miệng, hắn là người sợ chết, lúc trước sở dĩ học tập luyện đan chính là muốn vì bản thân kéo dài tuổi thọ, cùng sinh mệnh so sánh, tôn nghiêm ở hắn cái này không đáng một đồng. Đây, các người nhìn, đó là vương gia gia chủ. Ta thiên, vương gia gia chủ, vậy mà cho người ta quỳ xuống. Người này thân phận gì, ứng tiền bối, chẳng lẽ là năm đó bị giam vào tội giới cái vị kia. Vương Dương Thạch Thân làm khổng tước thành một cái duy nhất luyện đan sư, ở khổng tước thành địa vị, gần với triệu khai sơn, toàn bộ khổng tước thành bên trong, tất cả mọi người là hết sức tôn kính kính ngưỡng, ở khổng tước thành là một tay che trời tồn tại, giờ phút này nhìn thấy cái này đồng dạng đối dưới một người quỳ cầu xin tha thứ, trong lúc nhất thời trên đường phố, vô số tu giả tụ đến. Vương Dương Thạch cảm giác, trên mặt nóng hừng hực, cổ phong trong lòng giờ phút này cũng là có chút cảm thán, hắn còn chưa trực tiếp cùng triệu khai sơn giao phong, vẻn vẹn một cái Vương Dương Thạch, thì có như vậy nội tình. Nếu không phải hôm nay có cái này hé mở thần phù ở, lấy cổ phong tu vi, đánh bại ăn vào đan dược, thực lực so trước đó đinh vũ mạnh hơn gấp mấy lần Vương Dương Thạch, nhất định phải thi triển thần đài triệu hoán trận, hoặc là đạo kia hỏa chi bản nguyên, như thế thân phận cũng đã bại lộ rồi, cái này không tước thành cũng liền không ở nổi nữa. Bên này, cổ phong không nói lời nào, một bên kia vương dương thạch càng thêm sợ mất mật. Giờ phút này, năm tên thiêu tu giả cầm trong tay thần bảo khí thế hừng hực, cánh chim vỗ, phi thiên mà đến. Năm người này chính là vương gia còn lại thần linh cảnh tu giả. Gia chủ, năm người này nhìn thấy trước mắt một màn, trong nháy mắt ngốc trệ gia chủ của bọn hắn vậy mà cho người ta quỳ xuống nhìn thấy năm người này như vậy hấp tấp bộ dáng vương dương thạch trong lòng lại là run lên lập tức nổi giận mắng còn không qua đây cho ứng tiền bối quỳ xuống nghe được ứng tiền bối ba chữ năm người này ánh mắt cũng là biến đổi ngay sau đó nghĩ tới điều gì mặc dù trong lòng biệt khuất bất quá cũng đều ngoan ngoãn mà quỳ ở cổ phong trước mặt cổ phong tán ý cảnh cái kia vương ma tử cùng vương gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giờ phút này cũng đang vương dương thạch ra lệnh một tiếng ngoan ngoãn chạy tới tranh thủ thời gian quỳ xuống ứng ra toàn bộ chín cái thần linh cảnh cường giả ở trước mặt cổ phong quỳ thành một mảnh tất cả đi ngang qua người nhìn thấy cảnh này rung động trong lòng chỉ cảm thấy không tước thành thời tiết muốn thay đổi cổ phong không nói lời nào không khí này chính là cực kỳ kiềm chế không ai dám ngôn ngữ vương dương thạch dọa đến toàn thân có chút phát run loại này tinh thần bên trên tra tấn quá khó chịu. Hắn thậm chí có loại xúc động, muốn cùng cổ phong liều mạng, nhưng lý trí nhường hắn tỉnh táo lại. Ứng vân kích động cực kỳ, ứng ra những năm này, cơ hồ bị diệt môn, lúc này, hắn hận không thể lập tức chém giết những người trước mắt này, nhưng cổ phong không có mở miệng, hắn tự nhiên không dám vọng động. Thật lâu, cổ phong bên này, mới chậm rãi mở miệng, thần phù này, là lão phu hảo hữu tặng cho, rất chân quý, lão phu có thể không nỡ dùng ở trên thân thể ngươi, đứng lên đi. Nghe nói như thế, lấy vương dương thạch tâm trí lập tức có không ít điểm tích đệ nhất cái này ứng thiên vũ mặc dù bây giờ chỉ có thần linh cảnh nhất trọng tu vi nhưng hắn đã từng là thần vương cảnh cường giả cái này hảo hữu cũng có thể là thần vương cảnh cường giả bất quá cái này hảo hữu hiển nhiên không ở bên người đệ nhị ứng thiên vũ nói thần phù chân quý chính là giải thích trong tay hắn thần phù không đủ sung túc không đủ ứng phó cửu đại thế gia thậm chí khả năng chỉ có tấm này nếu như hôm nay giết mình hắn liền muốn bị ngô tam đức cùng triệu khai sơn chém giết cho nên hắn tự nhiên không thể vận dụng thần phù vương dương thạch đáy lòng an ổn không ít ngay sau đó đứng dậy mặt khác người của vương ra giờ phút này cũng là nhao nhao đứng lên vương dương thạch nhìn về phía cổ phong mở miệng ứng tiền bối vừa mới có nhiều hiểu lầm không biết tiền bối lần này đến đây có gì muốn làm năm đó người đối ứng ra chuyện làm người hẳn phải biết ta mặc dù không giết ngươi nhưng ngươi hôm nay cũng phải cho ta một chút bàn giao Cổ Phong nhìn về phía Vương Dương Thạch lạnh giọng một câu. "Vương Dương Thạch, lập tức lui ra phía sau hơn 10 trượng, ngay sau đó Vương ra mặt khác tám tên thần linh cảnh cường giả, vần quanh ở bên cạnh hắn. Vương Dương Thạch trong mắt lại là mang theo kiên quyết ý tứ, ứng thiên vũ, bảo ngươi một tiếng tiền bối là kính ngươi, nhưng đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi nếu có thần vương cảnh bằng hữu hỗ trợ, cái này không tước thành sớm đã bị ngươi quét ngang, lại, ngươi cái kia thần phù, hiển nhiên không đủ, hôm nay ngươi nếu muốn giết lão phu tộc nhân" lão phu liền cùng ngươi cá chết lưới rách không thấy cái kia thần phù đối mặt mô tam đức cùng triệu khai sơn ngươi cũng muốn cái chết vương dương thạch tâm trí không cạn vừa mới không nắm chắc được cổ phong chủ ý có thể trực tiếp hạ quỳ cầu xin tha thứ bây giờ phân tích ra nơi mấu chốt tăng thêm còn có 8 cái thần linh cảnh tu giả bảo hộ ở bản thân chung quanh hắn không cho rằng cổ phong dám động thủ chuyện lúc trước đã để hình tượng của hắn giảm bớt đi nhiều nếu như hôm nay làm cho đối phương giết mình mấy cái thần linh cảnh tộc nhân Tổn thất to lớn không nói, bản thân sau này cũng không có tư cách làm nhất gia chi chủ. Bốn phía vây xem người, nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thán, cái này Vương Dương Thạch không phải nhu nhược, mà là cay độc. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng kết, Dương cung bạt kiếm. Cổ Phong mỉm cười, ta hôm nay đến, vốn không muốn giết bất kỳ người nào, bất quá ngươi nếu thật muốn một trận chiến, cùng lắm thì thần phù này liền dùng ở trên thân thể ngươi, về phần tính mạng của lão phu, lão phu có thể ở tội giới đi ra liền đã chết qua một lần rồi, cái này sinh tử lão phu cũng không để trong lòng. chương 2919, Tăng Thọ Đan, vừa nói, cái kia thần phù ở cổ phong trong tay phát sáng lên. Nghe đến đây, vương dương thạch tư thái lập tức thấp xuống, ứng tiền bối, ngài là lão tiền bối, vãn bối như thế nào là đối thủ của ngài, ngài hôm nay chỉ cần bất động ta vương ra thần linh cảnh tu giả, chúng ta cái gì cũng tốt thương lượng. Đối với thế gia mà nói, chủ yếu nhất, chính là thần linh cảnh tu giả, chỉ cần thần linh cảnh tu giả, không có tổn thất, phương dương thạch đương nhiên sẽ không đầu óc hư mất cùng đối phương liều mạng. Ngươi là luyện đan sư, đan phương ngươi nơi đó, phải có không ít A, à, cho ta mấy chương. Cổ phong nhàn nhạt một câu, đan phương, vương dương thạch có một chút choáng váng, trong ký ức của hắn, ứng thiên vũ là không biết luyện đan A, à, dù cho hắn ở tội giới tu hành qua đan đạo, thế nhưng thứ nguyên giới bên trong đan đạo, có thể nào cùng thần giới đan đạo so sánh, bản thân thế nhưng là dùng hết sức lực cả đời, mới trở thành luyện đan sư đối phương không có yêu cầu tài phú, tài nguyên, mà là phải đan phương, việc này quả thực quỷ dị. Bất quá đan phương thứ này, có thể thác ấn vô số phần, cho ra đi bản thân cũng không có cái gì tổn thất, lại hắn không cho rằng cổ phong biết luyện đan. Nghĩ tới đây, vương dương thạch tâm càng là để xuống, mở miệng, ứng tiền bối, ngài có chỗ không biết, đan phương này cực kỳ thưa thớt, vãn bối nhiều năm qua, trong tay cũng chỉ có 6 tấm đan phương mà thôi. Chỉ có 6 tấm, cổ phong mở miệng, trong tay thần phù phát sáng lên thực chỉ có 6 tấm, vãn bối không dám nói láo. Vương Dương Thạch mở miệng, hắn là thực chỉ có 6 cái đan phương, lại cũng là cực kỳ toa thuốc thông thường, lại đối với không biết luyện đan người mà nói, căn bản vô dụng, hắn cũng không có che lấp. Đều lấy ra, cổ phong mở miệng, Vương Dương Thạch mở miệng, tiền bối, vãn bối cái này 6 tấm đan phương, là tâm huyết cả đời, cũng không thể đều cho tiền bối, dạng này, vãn bối nguyện ý dâng lên hai tấm, đồng thời lại dâng lên một vạn thần thạch xem như chuyện năm đó đền bù tổn thất làm sao mặc dù không biết cổ phong muốn đan phương có tác dụng gì nhưng hắn tự nhiên không thể đem bản thân nội tình đều cho đối phương vậy ta muốn bản thân chọn lựa cổ phong mở miệng hắn cần đan phương quá nhiều cũng đích xác vô dụng bây giờ hắn chỉ muốn muốn có thể tăng trưởng thọ nguyên loại đan dược đan phương sáu loại này đan phương một loại này là chữa thương có thể giúp người một loại này là trợ giúp tu hành một loại này vương dương thạch giới thiệu liền hai cái này cổ phong ánh mắt sáng lên ngay sau đó lựa chọn trong đó hai cái hắn biết được vương dương thạch không có thời gian đối đan phương động tay chân lại đối phương cũng không dám cầm hai cái đan phương lại tiếp một vạn thần thạch cổ phong nhìn về phía vương dương thạch đảm ngữ vậy liền cáo từ ngay sau đó cổ phong lôi kéo bên cạnh cổ tiểu tuyền nữ nhi chúng ta đi lời nói tầm đó cổ phong cổ tiểu tuyền ứng vân chính là rời đi Ba người rời đi về sau, Vương Dương Thạch đem đan dược điếm phô đóng. Vương ra chín cái thần linh cảnh tu giả, hội tụ một đường, nghiên cứu thảo luận chuyện hôm nay. Gia chủ, cái này ứng thiên vũ trong hồ lô đến cùng bán được cái gì dược. Vương Ma Tử không khỏi mở miệng hỏi, những người khác cũng là nhìn về phía Vương Dương Thạch. Vương Dương Thạch trầm tư chốc lát, ngay sau đó mở miệng, Lão Phu cũng thực sự nghĩ không ra, cái này ứng thiên vũ muốn đan phương để làm gì, bất quá hôm nay hắn đến, là muốn giết gà dọa khỉ, rất nhanh ứng thiên vũ trong tay có linh giai thượng phẩm thần phù tin tức thì sẽ chuyển đến ngô gia cùng triệu gia nơi đó. Gia chủ, một hơi này, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy nuốt xuống. Đại trưởng lão cắn răng mở miệng, chớ có hành động thiếu suy nghĩ, bằng vào ta phân tích, ứng thiên vũ cái kia thần phù, chỉ có hé mở, chúng ta nếu đi cùng hắn liều mạng, không phải để ngô gia cùng triệu gia ngồi thu ngư ông thủ lợi sao. Trước quan sát lại nói, dù sao hôm nay chúng ta cũng không có tổn thất gì, về phần bị mất mặt, chúng ta quỳ xuống tính là gì, hắn ứng thiên vũ bị ta cửu đại thế ra cơ hồ diệt môn, cũng không dám đối với chúng ta hạ sát thủ, hắn mới bị mất mặt. Vương Dương Thạch mở miệng, mọi người vừa nghe, đích xác có đạo lý, năm đó, Vương gia tự ứng ra nơi đó lấy được tài nguyên tài phú cũng là không ít, hoàn toàn không phải hôm nay ba toa đan thuốc cùng một vạn thần thạch có thể so sánh. Ngay sau đó, Vương Dương Thạch tiếp tục nói, chúng ta hôm nay xem như đã lĩnh giáo rồi, tiếp đó, Ngô gia cùng triệu gia cùng với khác thế gia nơi đó, chỉ sợ cũng phải lần lượt thăm dò, nếu như ai cũng không có cách nào lấy sức một mình diệt sát ứng thiên vũ, mọi người chung quy muốn liên hợp thương nghị, cái này ứng thiên vũ, sống không quá ba tháng. Trường nhạc khách sạn, trong phòng, trên con đường này, ứng vân muốn nói lại thôi, cổ phong đều thấy ở trong mắt, cổ phong nhìn về phía ứng vân nói, người có phải hay không cảm thấy, hôm nay ta hẳn là giết phương dương thạch. Tiểu nhân mình đích thật có ý nghĩ này, nhưng tiểu nhân minh bạch, đại nhân tất nhiên có thâm ý. Ứng vân mở miệng, hắn biết được cổ phong thân phận chân chính nhân vật như vậy làm sao sẽ sợ một cái nho nhỏ thần linh cảnh tam trọng tu giả năm đó tham dự việc này người tất cả đều muốn chết trong vòng ba tháng mọi thứ đều sẽ làm kết thúc cổ phong đạm ngữ ứng vân nghe xong trong mắt tràn đầy vẻ kích động người trước đi thôi có việc lại bẩm báo ta cổ phong mở miệng ngay sau đó ứng vân rời đi cổ phong ngay sau đó lấy ra hai cái kia toa đan dược hai chương này đan phương một cái là Huyền Linh đan, đan phương, một cái là Tăng Thọ đan, đan phương. Tăng Thọ đan chính là cổ phong cần thiết, bổ sung thọ nguyên đan dược. Ăn vào một mai, có thể bù đắp 100 năm thọ nguyên, tương đương với nuốt một gốc 10 vạn năm niên đại linh thảo. Cổ Phong chuẩn bị, luyện chế ra một chút, dạng này sau này cũng không cần vì cổ tiểu tuyền thân thể vấn đề đan dược. Huyền Linh đan thì là một loại thường thấy nhất phụ trợ tu hành loại đan dược, thích hợp với thần linh cảnh tứ trọng trở xuống tu giả phục dụng. Hiệu quả cũng không tệ. Viên thuốc này, Cổ Phong tự nhiên muốn luyện chế nhiều, một là bản thân phục dụng nhanh chóng tu hành, hai là có thể dựa vào loại này đan dược đến thu mua lòng người. Ngay sau đó, Cổ Phong lấy ra rất nhiều thảo dược. Những cái này thảo dược, tự nhiên là không không cùng tham long mang về, trong đó ít nhất niên đại cũng là vạn năm, cao nhất thì là 8, 9 vạn năm. Không nói hai lời, Cổ Phong vung tay lên, cực dương chi hỏa hiện lên, bắt đầu luyện đan. Ba ba người đang làm gì? Cổ tiểu tuyền ở một bên mở miệng, nàng cực kỳ thông minh, có loại cảm giác, bản thân ba ba hôm nay ra ngoài, phen này cử động là vì mình. Tiểu tuyền ngươi ngoan ngoãn ở một bên chơi, ba ba làm cho ngươi ăn ngon. Cổ phong vuốt vuốt cổ tiểu tuyền đầu, ngay sau đó bắt đầu chuyên tâm luyện đan. Nghe xong có ăn ngon, cổ tiểu tuyền lập tức mắt sáng rực lên, ngoan ngoãn ở ngồi ở một bên, quan sát cổ phong luyện đan, cảm giác đói bụng, chính là xuất ra một cái một căn nhân sâm làm củ cải ăn. Chỉ chớp mắt, ba ngày, chính là đi qua, lấy cổ phong đan đạo tạo nghệ, tăng thêm có lăng trị ý cảnh áp chế những linh thảo này chống cự ý tứ, hai loại đan dược luyện chế rất nhanh chính là xe nhẹ đường quen. Giờ phút này, cổ phong vung tay lên, hỏa diễm tán đi, lập tức, trọn vẹn tám cái mượt mà đan dược, chính là phi ra. Những đan dược này vừa bay ra, cổ phong chính là một phát bắt được, trên mặt mang vui mừng thành. Đan dược này, chính là tăng thọ đan.